Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm Tân Mão. Chúng ta lại có duyên lành để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập trong bản kinh Lăng Nghiêm. Thì lần trước là chúng ta cũng đã giảng hết đến cái đoạn thứ tư, đoạn thứ sáu, quyển thứ tư trong quyển Kinh Lăng Nghiêm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đoạn thứ bảy. Thì ở đây trong đoạn thứ bảy này, Đức Phật thuyết minh về cái giác chẳng sinh lại cái mê lầm. Và cái chi thứ nhất là cái nghi Như Lai đã chứng diệu minh, tại sao thế giới vẫn còn. Thì lúc này ông Phú Lô Na thưa với Đức Phật: nếu tính diệu giác, bản diệu giác minh này cùng với tâm Như Lai không thêm không bớt, vô cớ bỗng nhiên sanh ra núi sông, đất liền, các tướng hữu vi, vậy Đức Như Lai hiện nay đã chứng được tính diệu không minh giác thì đến khi nào lại sinh ra núi sông, đất liền và các tập lậu hữu vi nữa? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và thứ hai, Đức Phật trả lời: thì Đức Phật ví dụ người mê lầm phương hướng thì khi ngộ chẳng mê nữa. Phật bảo ông Phú Lô Na: thí như người mê ở trong một xóm làng lầm hướng nam cho là hướng bắc, cái lầm này là nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? Ông Phú Lô Na thưa: người mê như thế không phải nhân mê, cũng không phải nhân ngộ. Vì cớ sao?
Mê vốn không cội gốc, làm sao nói nhân mê? Ngộ không phải sinh ra mê, làm sao lại nhân ngộ? Phật bảo người mê kia, chính khi họ đang mê, bỗng có người ngộ chỉ cho khiến được ngộ. Phú Lô Na, ý ông nghĩ sao? Người ấy dẫu cho mê, mà đối với xóm làng này lại còn sinh mê nữa chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Ngài Phú Lô Na, này Phú Lô Na, mười phương Như Lai cũng như vậy. Cái mê ấy không có cội gốc, tính rốt ráo là không. Xưa vốn không mê, mà in tuồng như có mê và giác. Giác ngộ được cái mê thì mê diệt, giác sinh mê. Ở đây cái câu hỏi thắc mắc Ngài Phú Lô Na, có lẽ là trong chúng ta ở đây cũng có người thắc mắc. Và cái câu hỏi này cũng được nhiều người ngoại đạo thắc mắc, và họ dùng câu hỏi này để họ bắt bẻ cái lý luận của Đạo Phật ở chúng ta. Thì Ngài Phú Lô Na cũng thắc mắc giống như vậy. Trước đây á, là kiến lệ là từ đầu tới giờ phút này thì chúng ta học, chúng ta đã hiểu rằng cái bản giác diệu minh là cái chân thật vốn có của tất cả chúng sanh rồi. Và cái đó nó bao hàm khắp vũ trụ, không có chỗ nào bị khiếm khuyết cả. Cái chỗ đó là chỗ giác hằng hữu của tất cả chúng sanh. Rồi là ở những phẩm gần đây á, thì Đức Phật cũng đã giải thích cái cách để chúng ta quay trở về để hòa nhập vô bản giác diệu minh này. Rồi sau đó, sau khi mà thu thất đại rồi á, là xong cái phần mà dẫn dắt của Đức Phật đến Ngài Phú Lô Na thưa hỏi. Thì những lần trước là Ngài Phú Lô Na thưa hỏi là cái nguyên nhân sanh sơn hà đại địa, nguyên nhân sanh thế giới này, vân vân. Thì cái đoạn, những cái đoạn vừa qua Đức Phật đã giải thích điều đó. Thì như vậy là đến giờ phút này Ngài Phú Lô Na tiếp tục đặt một câu hỏi này hết sức là quan trọng, là bây giờ nếu như cái tính diệu giác, bản diệu giác minh này cùng với tâm Như Lai là không thêm không bớt, thì tại sao lại sinh ra núi sông đất liền, các tướng hữu vi như vậy? Và Đức Phật đã thành Phật rồi thì mốt có bị mê lại nữa không? Đó là câu hỏi của Ngài Phú Lô Na. Thì bây giờ nếu chúng ta đã học á, từ trước đến giờ chúng ta đã học, chúng ta đã theo dõi hết những cái thời giảng từ trước đến giờ, thì trong chúng ta ai cũng hiểu rằng là cái bản giác diệu minh của chúng ta là bản nhiên thanh tịnh, không có gì nhiễm nhơ hết. Nhưng mà từ chỗ đó nó sanh ra sơn hà đại địa, sanh ra vô lượng phiền não của chúng sanh, phải không? Thì bây giờ người tu chứng được bản diệu giác đó rồi, trở lại thanh tịnh như xưa, thì mê mốt rồi có bị mê lầm lại không? Có không? Và trong chúng ta ở đây á, ai ai khi mà đọc bản kinh Lăng Nghiêm cũng đều có một cái sự thắc mắc này. Và trong lòng ít nhiều gì chúng ta cũng có một cái khái niệm là cái chỗ bản giác diệu minh này là cái chỗ chân thật, nhưng mà tại sao lại sanh sơn hà đại địa theo kiểu Đức Phật nói? Tức là nó không có giữ được cái bản giác diệu minh này, nó không giữ được cái sự thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của nó, phải sanh ra chúng sanh. À, bây giờ nếu mình tu, mình quay trở lại đó, mình nhập được cái bản giác diệu minh đó rồi, thì mốt còn bị mê để sanh tử tiếp tục nữa không? Hay là xong lần này rồi thôi? Ai cũng thắc mắc điều này, phải không? Thì phần dưới Đức Phật trả lời, nhưng mà ở đây á, khi mà chúng ta đang ngồi tại đây nè, chúng ta là một chúng sanh chưa giác ngộ, một chúng sanh đang mê lầm trong sanh tử luân hồi này. Bây giờ thử đặt câu hỏi ngược lại, thì chúng ta đã từng trải qua nhiều đời, nhiều kiếp sanh tử luân hồi. Hiện tại chúng ta là một chúng sanh, mà là một chúng sanh đang ô nhiễm nữa. Nhưng mà chúng ta có làm nhiễm được cái bản nhiên thanh tịnh kia không? Có không? Tự tánh chúng ta có bị mê mờ không? Quý vị học thiền lâu và trả lời câu ra, tự tánh mình có bị mê mờ do những cái cuộc sanh tử của mình từ trước đến giờ không? Người hiểu thiền là chúng ta phải hiểu được điều này. Nếu chúng ta còn có một chút nghi lầm về cái chuyện này á,
thì cái việc học đạo chúng ta sẽ hoang mang, không phải đời này mà kiếp khác chúng ta cũng tiếp tục hoang mang nữa, và không biết bao lâu chúng ta mới hết cái sự hoang mang này. Bây giờ hỏi lại với nhau là chúng ta đã từng trải qua hằng hà sa số kiếp sanh tử luân hồi đó, nhưng mà cái bản tính dự mình của chúng ta nó có bị ô nhiễm không? Có không? Có không cái nữa? Ai nói ô nhiễm đưa tay lên nữa. Thật ra nếu như ngồi tại đây thôi á, mà chúng ta đã hiểu được cái vấn đề mấu chốt là cái tự tánh chúng ta nếu có một chút nhiễm ô, một xíu xíu nhiễm ô thôi, cái đó không còn là, không còn là thanh tịnh nữa, không còn là tự tánh nữa, là nó đã bị gì? Nó bị sanh tử khuấy nhiễu rồi, nó đã bị nhiễm nhơ rồi, nó không còn bản nguyên thanh tịnh nữa. Nhưng mà tự tánh thanh tịnh vẫn là thanh tịnh. Và vấn đề thứ hai được đặt ra là nếu như tự tánh mình nó giống là thanh tịnh vậy rồi thì tại sao mình bị lầm mê? Chỉ câu này là trước Ngài Phú Lô Na đã đặt trước với Đức Phật phải không? Đức Phật đã giải thích đoạn đó. Đoạn vừa rồi là Đức Phật đã giải thích, thì Ngài Phú Lô Na chấp nhận đoạn đó. Cái tự tánh của chúng ta nó luôn luôn là thanh tịnh. Nhưng mà nơi tự tánh chúng ta nếu mà là một sự thanh tịnh giống như bây giờ mình nhìn ra ngoài trời á, trời trong hoàn toàn không có mũi gợn mây nào hết á, thì chúng ta thấy đẹp đúng không? Nhưng mà nếu là nhìn ra trời xanh hoài từ năm này tới tháng nọ, liệu chúng ta có thể sống được ở cõi này không? Không được. Cho nên người hiểu được cái chân không mà sanh được cái diệu hữu thì chúng ta sẽ không bị hoang mang trong cái việc này. Và một chúng sanh mà được sanh ra trong chân trời tự tánh mà nói rằng cái tự tánh mình bị nhiễm á, thì chúng ta cũng khó có thể tu tập đạt tới cảnh giới cao trong tâm linh. Và đó, khi một người hiểu rõ về cái tự tánh chân thật rồi, người hiểu rõ về tri kiến Phật rồi, người hiểu rõ về Như Lai của mình rồi, thì họ sẽ thấy một cách vững vàng là dù có sanh tử tiếp nối bao nhiêu ngàn kiếp nữa thì cái tự tánh cho em này nó vẫn nguyên là như vậy. Và chúng ta có thể hiểu thêm ngay tại đây là chúng ta có cái đó hiện tiền ở nơi căn của mình không? Nơi đời sống hiện tại này của mình không? Nó có. Nó có, nhưng mà tại sao vẫn để mình tiếp tục lầm mê? Chúng ta hiểu điều này một chút, chúng ta sẽ nhận được tại sao mà tự tánh chúng ta vẫn luôn luôn hiện tiền mà chúng ta vẫn phải bị lầm mê. Thì có phải là do tự tánh không có năng lực gì hết không? Như vậy là nếu mà tự tánh không có năng lực gì hết, mình tu để mình ngộ tánh làm gì? Chúng ta có bao giờ thắc mắc như vậy chưa? Mà sự thật thì hiện tự tánh là không bao giờ ai có thể làm khuất lấp được. Nếu chúng ta còn ở bên đây bờ tâm thức thực sự thì chúng ta thấy rõ ràng là mình bị mê mờ, mình bị vọng tưởng che lấp, mình bị phiền não che chắn, phủ mờ cái cuộc đời mình, phủ mờ trí tuệ mình, khiến mình không khai thông, vân vân. Mình bị nghiệp tập, mình bị nhân quả, mình bị đủ thứ điều và tràn ngập nơi tâm của chúng ta những cái sự phiền muộn, khổ đau. Như vậy là mình là một chúng sanh vô minh hoàn toàn. Đúng không? Đúng, không phải sai. Đúng, nhưng mà trên thực tế chúng ta nhìn ở một cái bên đây ấy, cũng cái người còn ở bên đây bờ tâm thức, thì chúng ta thấy không phải một điều mà thấy hằng hà sa số những cái điều mê lầm trong đời sống này của mình. Mình thấy tất cả những cái gì xảy ra nơi mình là thật, là đúng, là đẹp, là xấu, là phải, vân vân. Tất cả những cái thấy đó nó không có thể thay đổi được trong đầu của chúng ta. Cho nên thế giới này là thiên hình vạn trạng, có nhiều lắm, có nhiều điều để chúng ta phải đến, nhiều điều để chúng ta phải làm, vân vân. Thì những cái điều đó chúng ta đều thấy nó là thật hết. Cho nên chúng ta quên cái thật là tự tánh của mình. Những cái mà nó in tuồng như thật mà nó không phải thật. Mà Đức Phật dùng trong kinh là cái huyễn hóa, cái giả tạm.
giống như giữa trời này mình lấy cái tay mình ấn và cái buông ra cái mình thấy có cái sao nó chớp ngoài hư không. Nhưng mà với một người lầm á thì họ thấy rằng những cái hoa đốm hư không là thật, nhưng mà người sáng mắt á với họ là không có hoa đốm. Thật ra khi mà một người mà hiểu được cái Như Lai, cái diệu giác này rồi thì họ sẽ thấy rằng cái pháp giới này không hề có chuyện sanh tử và phiền não. Điều này chúng ta tin nổi không? Nói vậy nếu mọi người bình thường trong cõi này họ nói mình mà ông nói tưởng tượng, nói quan đường, nói quan tưởng và ông là khùng à. Nhưng mà sự thật á, một người đang còn trong giấc mộng á thì mọi điều trong mộng đều là thật với họ. Nhưng mà người mở mắt ra rồi không còn nằm mộng nói mớ nữa thì những cái chuyện trong giấc mộng là gì? Là có hay là không với họ? Hoàn toàn không. Nhưng cái người thức nó có làm gì trong giấc mộng không? Đây là vấn đề chúng ta đặt ra trong đời sống này nè. Cái người mà đã thức rồi, họ có làm cái chuyện gì để cho cái giấc mộng được tốt, được xấu không? Không bao giờ. Không có chuyện đó. Thế giờ là nơi cái người đang mộng đó, họ có cái biết không? Họ biết. Nhưng mà cái biết đó không có tác động để làm cho người này tỉnh giấc. Tức là cái người mà đang ngủ nó đang có cái Như Lai diệu minh không? Có, cái diệu minh chân tâm có. Và người thức cái diệu minh chân tâm cũng như vậy, không có khác nhau. Hai người ngủ và người thức hoàn toàn không khác nhau về cái diệu minh chân tâm đó. Nhưng mà tại sao cái hồi mà cái người này đang mê trong giấc ngủ á, cái diệu minh chân tâm không có làm gì hết à? Mà tới hồi người thức thì cái diệu minh chân tâm nó làm cái gì? Đó là vấn đề, phải không? À, nếu mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới bắt đầu tu tập. Chứ còn nếu mà những vấn đề này nó vẫn còn, nó là một cái gì mù mịt đối với chúng ta. Đây là một cái chỗ mà hết sức quan trọng của người tu á. Nếu chúng ta không có hiểu hết được điều này thì mình nghĩ rằng mình nhận ra cái bản giác diệu minh này làm gì? Nó không có khả năng gì, nó không có giúp ích gì được cho mình á. Ví dụ như bây giờ chúng ta là người đang dụng công, ngay tại đây chúng ta là người đang ngồi tu đây nè, thì bản giác diệu minh chúng ta đang hiện hữu ở đây. Nó hiện hữu đầy đủ nơi lục căn của chúng ta, không có phút giây là mà gọi là tạm mờ nha. Chúng ta dùng từ là tạm mờ cũng không thể có nữa. Một sát na cái diệu minh chân tánh của chúng ta mà tạm lu mờ không thể được, lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng minh bạch, lúc nào cũng thanh tịnh, chưa hề có cái chuyện gì gọi là nhiễm, là nhơ, là tăng, là giảm, là ô trượt cả, không có. Và cũng không hề bị động với trần cảnh này. Và thêm một cái nữa là gì? Là không hề tác động. Thì ở đây chúng ta mới bắt đầu nghiệm lại một chút nè, để mình minh định rằng cái biết có tác động và biết không tác động trong lúc công phu. Ở đây ai mà đã có từng công phu chuyên môn, tức là chúng ta bắt đầu có tu tập ở một cái chiều sâu của tâm linh thực sự, thì chúng ta bắt đầu lắng lòng, chúng ta nghiệm lại đi. Bây giờ ví dụ như mắt chúng ta nhìn thấy sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, thì lúc chúng ta thấy sắc, lúc chúng ta nghe âm thanh là chúng ta có tác động không? Có không? Suy nghĩ kỹ cái ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy rằng đây là bông màu hồng, đây là bông màu xanh, đây là bông màu đỏ, cái màu này là khác màu kia, màu kia khác màu nọ, tức là có tác động tới duyên cảnh rồi, đúng không? Có tác động rồi, có phân biệt rồi. Dưới thấp hơn nữa là chúng ta thích, chúng ta không thích, vân vân, là coi như chúng ta đã tác động, chúng ta đã động tới duyên cảnh rồi. Thì vậy là ở nơi ta có một cái gì không tác động không? Chứ chúng ta nhận ra được cái không tác động đó thì chúng ta mới bắt đầu nhận ra được cái gì về cái chỗ Phật tổ muốn nói. Và khi chúng ta nhận biết được cái chỗ không tác động này là bắt đầu chúng ta nhận ra được cái công phu của mình. Từ đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái đời sống này thực sự là bình lặng, là thanh tịnh.
Còn lâu nay chúng ta quen, chúng ta quen là cái gì? Quen là nhận cái tác động thôi. Ví dụ như mình thấy là mình phải phân biệt, mình nghe là mình phải hiểu biết, mình chạm là mình phải có một cái gì đó thì mình mới chấp nhận. Tức là khi mà thiếu thốn về cái sự phân biệt, chúng ta không chịu ngồi không, không có chuyện gì là chúng ta cảm thấy nó khó chịu lắm, cho nên phải bắt nhạc để nghe, hoặc là bắt tivi để xem, hoặc là muốn biết thêm một cái chút gì đó trong đời sống này. Tức là cái ý thức chúng ta bắt đầu đi tìm mồi để ăn, gọi là thức thực. Trong tứ thực thì cái đó gọi là thức thực. Chứ chúng ta không có chịu để chúng ta yên, mà chúng ta lắng lòng thanh tịnh để nhận ra cái điều thật mà từ xưa giờ nó luôn là như vậy. Nhưng chúng ta luôn luôn là tìm cầu, luôn luôn là muốn có mùi vị, muốn có một cái chất liệu nào đó, muốn được thêm cái gì đó. Chứ ngay cái chỗ thấy hiện tiền, cái chỗ nghe hiện tiền mà nó không tác động là không bao giờ chúng ta chấp nhận. Chính chỗ này mà chúng ta đi tiếp tục trong sanh tử. Hồi trước Đức Phật nói là cái đầu mối sanh tử là từ một cái sự manh na, móng khởi của tâm thức dao động mà không tạm dừng, để chúng ta tiếp nối theo nó. Thế vậy là nếu mà nói về tự tánh, cái bản, cái diệu giác chân như của chúng ta đang hiện có tại đây, nhưng mà mình vẫn sao? Mình vẫn tiếp tục đi vào con đường sanh tử. Mình không có chịu trụ ở cái tự tánh này. Và chúng ta phải đi một vòng gần như là chúng ta học không còn sót cái gì trong sanh tử này. Tức là tất cả những cái điều trong tam giới này, từ một cái cao nhất là cái cõi cực thiện của cõi trời, những cái đời sống sung sướng nhất, tốt đẹp nhất, cao thượng nhất của cõi trời, chúng ta cũng phải học qua. Rồi dưới cõi trời là cõi Atula, chúng ta cũng phải học. Ở cõi người chúng ta phải học, ở súc sanh chúng ta cũng học, ở địa ngục chúng ta cũng học, ở ngạ quỷ chúng ta cũng học. Lục đạo luân hồi này, tam giới này, chúng ta phải ra vô và học không sót miếng nào luôn, để chúng ta không có cái gì mà chúng ta không biết trong tam giới này cả. Sau đó, sau khi một vòng học xong thì chúng ta thôi đủ rồi, tốt nghiệp trường nào cũng tốt nghiệp hết chỗ để học, thì chúng ta hòa nhập trở lại với cái tự tánh này. Thì người đó đủ tất cả những cái tri kiến, hiểu biết và năng lực để có thể vào ra trong tam giới, làm chủ tam giới này và không còn bị lầm lẫn trong tam giới này nữa, thì đó là người giác ngộ như Đức Phật. Tức là nói về cái chuyện trong tam giới này, từ cõi trời cho tới tận cùng 18 tầng địa ngục, không có chỗ nào mà trước khi Đức Phật thành Phật không có đi tới cả. Đó là trải qua bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp tu tập trong tam giới này á. Chứ không phải tu là chúng ta là người xuất gia, là người thanh tịnh, gọi là tu. Trải qua những cái đại A Tăng kỳ kiếp tu hành á, mình nghĩ là mình ở trong chùa mình tu, mình nghĩ là mình xuất gia mình tu, mình nghĩ là mình theo đạo Phật mình mới tu. Xin thưa, không phải như vậy. Tất cả chúng sanh đều đang tu, đang học. Người học trước, người học sau. Nhưng mà có những cái đời chúng ta không có dám học để cho hết những cái bề mặt của cuộc đời này. Tức là chúng ta còn phải thiếu. Ví dụ như trong cõi người mà còn một điều gì chúng ta học còn thiếu là chúng ta còn mong ước để quay lại đời sau, đúng không? Ví dụ chúng ta học ở trường thôi, thì chúng ta tốt nghiệp cấp 3 rồi, mình gia đình mình không có khả năng thi đại học, thì cái đó mà là một cái niềm mong ước của mình để mình cố gắng. Năm nay mình thi không được thì năm tới mình phải tìm cách nào để mình thi, ví dụ vậy. Thì mình muốn trở lại cái trường đó nữa. Trường đời cũng giống như vậy, trong cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta, chúng ta phải đi hết một vòng, và đến đâu chúng ta phải tốt nghiệp tới đó thì chúng ta mới đi tới nữa được. Còn nếu mà tới đâu mà chúng ta không tốt nghiệp ở ví dụ như cái trường đời này, cái kiếp người này mà chúng ta học chưa hết, thì chúng ta bị gửi lại trường này để học mấy đời nữa, không biết là mấy đời, chúng ta phải học tiếp nối. Cho nên là khi mà chúng ta đã hiểu hết, ví dụ như bây giờ đơn giản là đối với mình đã học xong cái bài toán cộng rồi, chúng ta hiểu cách cộng trừ nhân chia rồi, thì cái hồi mà chúng ta chưa học á, thì người ta có thể đưa cái bài toán cộng ra mình tính lộn. Nhưng mà khi chúng ta học rồi thì bài toán đó chúng ta sẽ tính chính xác, không lầm nữa. Thế đó gọi là cái huệ của chúng ta. Cho nên khi mà cái tự tánh diệu minh á, cái bản giác diệu minh của chúng ta nó luôn hiện hữu á, thì nó có cái minh giác, tức là cái giác lại, cái minh đó nó nhận rõ,
nó hòa nhập, nó tương ưng với cái diệu minh này, thì người đó là người giác ngộ. Còn cái minh đó mà nó chiếu soi ra bên ngoài, tức là đi vào đường sanh tử. Còn cái minh giác mà nó quay trở về nguồn, quay trở lại cái bản thể diệu giác này, thì bắt đầu là xem như người đó đã quay về nguồn, cũng là cái giác đó, nhưng mà cái giác chiếu soi ngược ra bên ngoài, thì phải đi một vòng sanh tử tiếp nối. Mà cái giác đó dừng sự chiếu soi bên ngoài thì ở lại cái chỗ diệu minh chân tánh, không bị lầm mê trong sanh tử luân hồi. Như vậy là khi mà một người như chúng ta ở đây, nếu một ngày nào đó mà chúng ta chán, chúng ta không muốn tiếp tục cái con đường của chúng sanh nữa, nói thì nói vậy chứ trong đây chúng ta cũng đã muốn, cho nên chúng ta mới bắt đầu học đạo. Có những người xuất gia tu hành ở trong chùa, tức là chúng ta không muốn đi tiếp tục con đường sanh tử này nữa. Nhưng mà nói là nói chúng ta không muốn thôi, nhưng mà rồi cái điều thực hiện trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống này nè, thì chúng ta phải tự kiểm tra lại coi tất cả những hành động sống của mình bây giờ có phải là những cái điều mà chúng ta muốn thối lui cuộc sanh tử này, hay là chúng ta đang muốn tiếp nối. Kiểm tra thử coi, chúng ta muốn rút lui khỏi dòng sanh tử, hay là chúng ta muốn bước tới trong dòng sanh tử này. Xem lại coi mình đang làm cái gì. Mặc dù bên ngoài ấy, mình nói mình tìm cầu chân lý, mình tìm đường giác ngộ giải thoát, mình đang tu tập vân vân, tất cả mọi điều chúng ta đang làm, nhưng mà nghiệm lại trong một ngày 24 tiếng đồng hồ của mình là mình đang làm cái gì? Đang tiếp nối sanh tử hay là đang ngăn chặn cái dòng sanh tử? Đang dừng sanh tử hay là đang sanh tử tiếp nối? Do đó mà chúng ta phải, nếu mà chúng ta theo đạo Phật, chúng ta phải thực sự chín chắn để nhìn lại những hành động sống trong ngày của mình đó. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Có những phút giây mình ngồi riêng lại cho mình nghiệm lại coi, ví dụ như từ sáng tới giờ là chúng ta đã thức dậy 5 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta thức hồi 3 giờ đi, 4 giờ, giờ 9 giờ là coi như chúng ta đã thức dậy 4 tiếng rồi. Bây giờ trong 4 tiếng vừa qua mình làm cái gì? Mình có phải là dừng cuộc sanh tử tiếp nối, hay là mình còn thích tiếp tục? Chúng ta vẫn còn tiếp tục, gần như chúng ta luôn luôn tiếp nối, chứ chúng ta không chịu dừng, không chịu dừng. Tất cả những cái hành động, lời nói, cử chỉ như việc làm chúng ta là luôn luôn muốn tiếp nối, chứ chúng ta không có muốn dừng. Nói thì muốn dừng đó, nhưng mà chúng ta không có dừng. Do đó mà sanh tử nó còn hoài, còn hoài. Vậy ở cái ngày Phú Lô Nê, mặc dù Ngài chứng quả A-la-hán rồi, thì những cái chuyện này Ngài rất hiểu, nhưng mà Ngài muốn đại diện cho chúng sanh lầm mê chúng ta, Ngài đặt câu hỏi này ra. Đây là cái thắc mắc chung của cộng đồng. Thì Đức Phật phần dưới, Đức Phật bắt đầu giới thiệu, Phật bảo Ngài Phú Lô Nê thí như cái người mê ở một xóm làng. Đức Phật ví dụ giống như bây giờ mình đi ra đường rồi, mà cái hướng Nam và hướng Bắc mình không rành. Hướng Nam thì mình ngỡ là hướng Bắc, hướng Bắc là mình nghĩ nó là hướng Nam, cho nên rồi mình đi lộn đường, lầm đường lạc lối. Thì bỗng dưng có một cái người á chỉ đường cho chúng ta, thì chúng ta biết chắc chắn hướng nào là hướng Nam, hướng nào là hướng Bắc. Thì Đức Phật thử hỏi là cái người đó còn lầm trở lại không? Trước mắt là hỏi cái mê nó từ đâu sanh. Ngài Phú Lô Na trả lời là cái người mê như thế là không phải nhân mê mà có, cũng không phải nhân ngộ mà được. Vì cái sao? Mê vốn không cội gốc, làm sao nó nhân mê? Ngộ không phải sinh ra mê, làm sao lại nhân ngộ? Tức là cái lầm phương hướng của chúng ta trong đời này, thì cái sai lầm đó nếu mà hỏi từ đâu sanh ra, hỏi từ mê sanh ra, có phải không? Cái mê là cái gì? Mê nó không có cái cội gốc thật của nó. Tức là cái mê là một cái ảo vọng được sanh sửa ra thôi. Nó là cái ảo chứ không phải là cái thật. Cho nên nếu mà cái cội nguồn của mê á, thì không ai tìm ra được á. Nhưng mà nói ở cái trí giác để sanh ra cái lầm mê, đúng không? Cũng không phải trí giác là giác, nó cũng không sanh ra mê được. Cho nên một cái sự lầm lẫn nó không có cái cội rễ, không cội rễ. Vì vậy mà khi mà người ta nói là cái mộng nó không có cội rễ, giật mình thức giấc là mộng tự động tan biến. Thì giờ nó có cái gốc rễ thực sự á, thế vậy mà dễ tìm. Còn này cái lầm mê chúng ta nó không có cội rễ, cho nên nó rất là khó tìm. Vì vậy mà tất cả những người tu muốn phá đi cái cội rễ mê lầm, phá không có được. Đừng có nói cội rễ là vô minh, không phải, vô minh không có gốc gác, không có cội rễ, không có nơi chốn thực sự.
Cho nên cái chuyện mà Tây Du Ký là đầu tiên ngày Ngô Thừa Ân diễn tả cái con khỉ ý thức bằng một cái chuyện rất là vớ vẩn, đúng không? Chuyện nó từ xưa chưa từng có trong lịch sử của loài người, lịch sử của nhân loại chưa từng nghe. Tự nhiên ở đâu có mấy con tiên xuống tắm cái cục đá, cái con khỉ là ôm cục đá cái sanh ra ăn khỉ à, sanh ra tài thiên à, chuyện lãng xẹt, đúng không? Chuyện nó không có cái gì là nó đúng đắn trong cái mặt khoa học lịch sử nhân loại, hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng mà Ngô Thừa Ân không có đến đổi, ông khùng mà ông nói chuyện tào lao như vậy. Cái ý Ngô Thừa Ân cũng muốn diễn tả chỗ này, tức là cái mê đó nó không có rõ ràng, cái cội gốc nó không có rõ ràng. Cái chỗ sanh ra con khỉ ý thức là không ai tìm ra được nó, nó không có cái chỗ rõ ràng, không có nơi trốn sanh rõ ràng. Khỉ mẹ sanh khỉ con thì chuyện ai cũng biết, lần này con cục đá mà sanh ra con khỉ thì cái chuyện nó không ai tin được. Không ai tin được. Nó mới đọc vô thấy thằng cha này nói chuyện tào lao, các nhiều người trí thức họ không thích đọc tiếp, họ cho rằng Ngô Thừa Ân là một người nói chuyện phím. Nhưng mà thật sự những đại sư mới có dám dựng lên cái chuyện đó, chứ còn tiểu sư thì chưa có đủ cái trí tuệ để dựng lên chuyện như vậy. Mày nói cái đầu óc Ngô Thừa Ân muốn khẳng định cái mê không có gốc gác này. Cái chỗ mê lầm sanh vọng niệm á, ý thức mình á, không ai đủ mắt để có thể thấy cái chỗ sanh ra của nó cả. Như hồi trước mình nói trong phẩm La Hán là chỉ trừ những bậc A La Hán, những bậc chứng thánh quả, họ nhập trong cái thiền định sâu lắng rồi thì họ mới thấy rõ cái đầu nguồn sanh tử của tất cả chúng sanh, cũng như đầu nguồn sanh tử của mình. Đó, trong đoạn trước mình cũng có nói, đoạn Kinh Lăng Nghiêm trước mình có nói cái phần này á. Tức là từ cái manh nha nhỏ nhiệm nhất xảy ra để tiếp tục tiếp nối trong cái dòng sanh tử là chỉ có những bậc chứng thánh thấy thôi. Người phàm thấy không nổi. Cho nên rồi là người ta nói là cái sanh tử là gì? Là vô thủy mà hữu chung. Tức là kiếm nguồn gốc không có ra. Thế đây Đức Phật cũng nói cho chúng ta biết rằng cái mê đó là, Ngài Phú Lô Na trả lời là cái mê không có nguồn gốc. Nhưng mà còn không phải là cái ngộ sanh ra mê. Nó không phải là do cái ngộ sanh ra mê. Đó là cái mà Đức Phật đã, Ngài Phú Lô Na trả lời với Đức Phật. Thế vậy là Phật bảo cái người mê kia, chính khi họ đang mê bỗng có một người chỉ khiến họ được giác ngộ. Này Phú Lô Na, ý ông nghĩ sao? Người ấy cho mê đến xóm làng này lại còn sinh mê nữa hay chăng? Tức là hồi nãy người đã lầm phương hướng rồi, bây giờ nếu có người chỉ để họ nhận ra đâu là nam đâu là bắc rồi thì người đó còn mê nữa không? Theo chúng ta còn mê nữa không? Chúng ta cũng đã từng học thấy cái thân này là quyển là giả. Chúng ta cũng đã từng học thấy tham sân si là nó xấu. Nhưng mà tại sao mình còn tham sân si hoài? Hả? Thấy cái thân này là quyển là giả thì buông ra mình vẫn thấy cái thân này là thật. Thật ra ở đây Đức Phật ví dụ như vậy không có nghĩa là chúng ta hiểu một cách thông thường. Mà tất cả chúng ta học Phật theo cái hiểu thông thường, chứ từ xưa giờ là chúng ta học Phật không bao giờ chúng ta nhận đến sự thật. Cho nên rồi á, là khi nói thân này quyển ít bữa mình cũng thấy nó thật. Nói cái thế giới này vô thường ít bữa mình cũng thấy là nó thường, phải không? Nói cái tâm này là huyễn giả nhưng mà đụng tới mình cái mình cũng thấy nó thật. Thì vậy là chúng ta là người hiểu thôi. Chúng ta chỉ là người hiểu thôi, chỉ nhận biết bằng ý thức thôi. Người đó không có thể phá hết lầm mê trong sanh tử của mình được. Đức Phật ví dụ một người lỡ quên hướng nam hướng bắc được người ta chỉ để ngộ á, cái từ ngộ của Đức Phật ở đây á không có nghĩa là chúng ta hiểu giống như từ trước giờ chúng ta đã từng hiểu Phật pháp. Mình cũng đã từng hiểu ngũ uẩn này là gì, dai không phải không, tứ đại là giả có rồi. Nhưng bây giờ cái thân chúng ta lâm bệnh nặng, nó có hay nó không, không cần gì nặng đâu, nhức đầu một cái thôi à. Nhức cái răng cái là chúng ta thấy có liền rồi. Cái có liền, lỡ đi mà đường mà đạp cái đinh rồi nó đâm sâu vô trong thịt mình cái là có liền. Đó thì như vậy là hiểu thì hiểu như vậy, nhưng mà sự thật là không phải như vậy. Thì sao? Khi sự thật xảy ra làm biến đổi cái thế nhìn Phật pháp của mình từ trước đến giờ thì là chúng ta làm sao? Chúng ta biết rằng mình là người hiểu ý thức thôi. Còn khi nào mà chúng ta nhận biết được một vấn đề, chúng ta hoàn toàn chuyển hóa hoàn toàn. Thì có rất là nhiều người nói mình hiểu nhưng mình làm không được. Tôi nói là đó, chỉ hiểu thôi cho nên làm không được. Nhưng mà họ ngộ ra rồi á thì họ đã thành con người như vậy. Giống như là mình hiểu nước là ướt nhưng mình vẫn khô queo à. Trừ trường hợp mình bị quăng xuống sông, rớt xuống biển á, thì lúc đó mình biết thế nào là ướt. Khỏi cần nói tôi ngộ nữa mà tôi đang bị ướt rồi. Thì hai con người đó khác nhau.
Thành ra trong Phật tử chúng ta mà ai từ trước giờ cũng đã từng than giảng một câu là cái này con cũng biết rồi mà không biết sao con sống được. Cái này con cũng hiểu rồi mà không biết sao con sống được, thì biết rằng mình là cái người mới hiểu thôi. Hiểu thôi thì không thể chuyển hóa mình và không thể thành cái đời sống đúng cái đạo lý được. Đạo lý không để cho chúng ta hiểu, mà ở đây Đức Phật dùng từ là ngộ. Cái người không lầm cái phương hướng, giống như một người đã thực sự giác ngộ thì họ không trở lại lầm mê nữa. Và Đức Phật ở đây nói tiếp, khi mà Đức Phật hỏi người kia đã được chỉ rõ phương hướng rồi có bị lầm mê trở lại không á, thì Ngài Phú Lô Na trả lời Đức Phật là không. Thì Đức Phật mới nói tiếp á, là mười phương Như Lai cũng như vậy. Tức là cái mê ấy không có cội gốc rồi, và tính rốt ráo nó cũng đã không. Xưa vốn không mê mà in tường như có mê giác. Đức Phật dùng cái từ, và rõ ràng cái dịch giả này cũng dịch rất là hay. Cái mê nó không có cội gốc rồi, tính rốt ráo là không, xưa không mê. Tức là cái bản giác diệu minh của chúng ta xưa nay nó chưa từng mê. Nhưng mà Đức Phật dùng cái từ là in tuồng có mê giác. In tuồng thôi, tức là giống giống thôi. Giống giống có cái chuyện mê, chứ mê nó không có thật. Mê nó không có, dùng cái từ mê không có thì cũng không phải. Mà giống như những cái tuồng hát, những cái tuồng chèo. Có khi cái tuồng hát, tuồng chèo nó nương theo cái gì đó, chứ cái đời sống thật nó không có như vậy. Giống như phim ảnh, giống như huyễn hóa, giống như điện sẹt. Thì vậy là cái chuyện sanh tử đối với cái nhìn của chư Phật thì nó là gì? Nó là ảo thực sự, nó chỉ là những cái chuyện ảo thôi. Giống như cái tay người ta qua cầm tờ giấy, cái xanh ra con lươn nó không có thật, lươn nó ăn không có được. Họ qua người ta ra đóng tiền, tiền nó không có xài được. Như vậy là nó cái chuyện ảo thuật thôi. Như với chúng ta, nếu mà có một cái lần nào đó chúng ta nhìn cuộc đời với cặp mắt này, chúng ta thấu hiểu được cuộc đời giống như là chúng ta nhìn một người ảo thuật trên sân khấu á, thì lần đó được xem là chúng ta giác ngộ. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy nó thật không? Như có người ảo thuật mà đưa con rắn mình chạy không? Chạy liền lúc đó mình thấy, cái gì không thật chứ đưa cái gì mà nó chạm tới mình là bỏ chạy liền. Thì lúc đó mình thấy con rắn ảo thuật nó là thật. Thì vậy là cái nhìn chúng ta chưa có đủ về cái chuyện của cái người đang ảo thuật trước mặt mình, vẫn còn bị người đó làm lầm, vẫn còn bị duyên cảnh làm lầm. Tức là cái thấy chúng ta nó chưa có sát. Thì ở đây Đức Phật dùng cái từ là như in tuồng có mê và có giác. Tức là một cái dạng mà nó rất là ảo về cái chuyện mê mờ và cái chuyện giác ngộ. Thực sự cái bản giác diệu minh kia nó đã vốn là giác rồi, nó không có cái chuyện mê trong này, không có chuyện mê. Nhưng mà có cái chuyện sanh tử tiếp nối chúng sanh buồn thương và ghét thứ này, nó là một cái chuyện in tuồng thôi. In tuồng tức là nó mờ mờ ảo ảo, nó là một cái gì thách sức là huyễn về cái chuyện sanh tử này. Đức Phật nhìn cái sanh tử này nó có làm một cái sự huyễn ảo thật sự. Mà cái thật của Đức Phật muốn nói là cái bản giác diệu minh, chứ Đức Phật không có muốn bàn sâu tới cái việc sanh tử này. Khổ nó cũng ảo khổ, vui nó cũng ảo vui, sanh nó cũng ảo sanh, tử nó cũng ảo tử. Và lần nào đó nếu mà chúng ta ngủ thức dậy, hoặc là sau một cái buổi chúng ta tọa thiền, mà chúng ta nhận được cuộc đời như thế này, nó thực sự là cái gì đó nó ảo thật sự, thì lúc đó xem như chúng ta có được giác ngộ. Và từ đó trở về sau, cái chuyện sống và chết với mình không còn là quan tâm nữa, không còn quan trọng nữa. Sống chết đã là ảo rồi. Niết bàn cũng là ảo, sanh tử cũng là ảo. Nên nhiều người thì nghe sanh tử ảo thì có thể chấp nhận được, nhưng mà niết bàn ảo là khó chấp nhận lắm. Đúng không? Nhưng mà ở đây Đức Phật dùng từ là in tuồng có mê và có giác. Cái từ giác nó đối với cái từ mê, cho nên cái người mê lầm thì tạm thời nói là có giác ngộ. Chứ còn cái sự thật đó là không có mê lầm, không có giác ngộ. Sự thật nó là sự thật, nó không có mê và không có giác ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta còn thấy có giác, tức là chúng ta chưa thoát khỏi cái căn gốc của mê lầm, chưa thoát khỏi. Nhưng mà nếu chúng ta thấy có cái sự mê lầm, tức là lúc đó chúng ta cũng đã có cái gì? Có một chút giác ngộ. Do đó nếu mà chúng ta thấy rằng mình đã giác ngộ rồi, thì mình giác ngộ chưa? Còn mê lầm.
Cho nên chúng ta vẫn còn ở bên giác hoặc là chúng ta ở bên mê. Nhưng mà giác mê đối với Đức Phật là in tuồng có thôi. Đó là một cái sự dựng lập tạm thời trong cái dòng sanh tử luân hồi thôi. Ý Đức Phật muốn nói là tất cả cái sanh tử luân hồi trong chúng sanh này, nó là một cái gì hết sức là huyễn ảo. Nó là một cái chuyện dựng lập tạm thời, phương tiện, chứ nó không thật. Nó không thật. Nếu mà chúng ta nhìn thấy có sanh tử thật, nhìn thấy có niết bàn thật, thì chúng ta còn bị lầm mê, còn ở bên đây bờ tâm thức. Và những người đó thì khó có thể mà tiếp nhận được cái chiều sâu của tâm linh, khó có thể phá vỡ được cái dòng sanh tử này. Đức Phật lại ví dụ tiếp: dụ hoa đốm bệnh nhậm đã trừ, hoa chẳng sinh lại. Cũng như những người bệnh nhậm mắt, thấy hoa đốm trong hư không, mắt nhậm nếu lành, hoa đốm trong hư không diệt mất. Bỗng có người ngu đối với chỗ hoa đốm trong hư không diệt mà đợi cho hoa đốm sinh trở lại. Ông xét người ấy là người ngu hay người trí? Ông Phú Lô Na thưa: hư không nguyên không có hoa đốm, do hư vọng mà thấy có sinh diệt. Thấy có hoa đốm diệt mất trong hư không đã là điên đảo rồi, lại còn muốn bảo nó là sinh lại thì thật là điên dại. Làm sao còn gọi người điên cuồng như thế là ngu hay là trí? Đức Phật dạy: ông đã hiểu như thế, làm sao lại còn hỏi? Như Lai đã chứng diệu giác minh không rồi, đến lúc nào sẽ sinh ra núi sông và đất liền nữa? Đức Phật ví dụ này rất là hay, và cũng có một đoàn vô đầu của chúng ta cũng rất là đau. Nếu mà ví dụ trong cái hư không này tự động sanh qua đốm là do sao? Mắt chúng ta bình thường có thấy qua đốm không? Không có. Chỉ trừ mắt bệnh mới thấy, có vấn đề ở nơi mắt mới thấy. Bây giờ chúng ta trị hết cái bệnh ở mắt rồi, giờ ngồi đó để coi cái hư không chừng nào sanh qua đốm trở lại thì chúng ta là người như thế nào? Đức Phật cho chúng ta là người người vô trí, người ngu, người bệnh. Hơi bị nặng á. Nếu từ đầu chúng ta mà có cái thắc mắc đó thì giờ chúng ta bị một cái đoàn này để chúng ta tỉnh giác ra. Vì sao? Vì hư không vốn từ xưa tới giờ không có qua đốm, mà sanh qua đốm là bệnh. Thì từ cái bản giác diệu minh này, từ xưa giờ không có cái chuyện mê lầm. Nếu mình thấy mê lầm tức là mình bệnh. Tôi thấy qua lầm, thấy còn sanh tử, như nãy mình nói thấy còn sanh tử tức là mình còn bệnh. Mình còn bệnh thì phải trị cái bệnh mà thấy bậy của mình, trị cái bệnh thấy không đúng của mình. Chứ còn bản giác diệu minh nó vốn thanh tịnh, vốn thanh tịnh. Thật ra ngay từ đầu chúng ta muốn đặt câu hỏi lại để chúng ta khẳng định cái thấy biết của chúng ta về Phật Pháp. Khẳng định lại cái bản giác này nó như thế nào, nó nhiễm ô hay là nó thanh tịnh, nó bị sanh tử luân hồi hay là nó không bị sanh tử luân hồi. Cho dù bao nhiêu, bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu cái hoa đốm nó sanh ra hư không, mà chúng ta thấy thì dù hoa đốm nó có sanh dày đặc trong hư không chừng nào, nhiều trong hư không chừng nào, tức là gì? Là mắt chúng ta bệnh nặng chừng đó, chúng ta không thấy được cái sự thật. Đến hồi chúng ta trị hết cái bệnh mắt của mình rồi, sự thật là cái hư không này là rỗng. Hư không này là rỗng. Do đó ở đây Đức Phật ví dụ là nếu như tất cả những cái người mà hiểu biết được cái hư không này vốn rỗng, mà hoa đốm nó không có thật, thì không cần phải đặt câu hỏi trước là cái người giác ngộ rồi có sanh mê lầm trở lại hay không. Đúng không? Thì chúng ta hiểu được điều này rồi, chúng ta cũng không thắc mắc là chúng ta có cần phải sanh mê lầm trở lại nữa hay không, hay là chờ đợi để sanh mê lầm trở lại nữa hay không. Điều đó hoàn toàn không còn với chính mình nữa. Nên là phá vỡ cái nghi là khi mà Đức Phật giác ngộ thì chừng nào mới sanh lại lầm mê xong sanh tử này. Có không? Có. Nhưng mà Đức Phật khi sanh trở lại trong các cõi thì không phải lầm mê như mình. Đức Phật Bổn Sư chúng ta là được gọi là gì? Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Thì cái này ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình có nói về cái chuyện Thiên Bá Ức Quá Thân của Đức Phật một lần rồi. Chúng ta ở đây chúng ta nhắc lại thôi. Khi mà một vị Bồ Tát đã giác ngộ hoàn toàn thì được thành Phật. Hoặc là những vị Đại Bồ Tát cỡ chừng thập địa trở lên thì các vị có rất là nhiều năng lực. Lúc mà các vị nhập trong Pháp Giới Tánh Toàn Chân á, thì lúc đó không phải là một thân ở một cõi. Ví dụ như bây giờ một người ở cõi người mình đi nha, cõi người mình mà tu tập cho tới một cái giai đoạn mà nhập trong Pháp Giới Tánh Toàn Chân rồi á,
thì người đó không phải là ngồi tại đây rồi thuyết pháp ở đây cho chúng hội đây nghe không là hết, không có chuyện đó. Không phải gì. Mà người đó đủ khả năng biến hóa hằng hà sa số thân để đi hằng hà sa số cõi, tu tập và thành Phật hằng hà sa số nước trong một khải móng tay thôi. Làm Phật sự xong, phải kiểu nói với Kinh Hoa Nghiêm mới là ghê gớm nữa. Kinh Hoa Nghiêm nói làm sao? Trong một sát na tâm, từ một cái cọng chân lông trên người Đức Phật phóng ra hằng hà sa số hồ quang, mà hằng hà sa số hồ quang đó thành ra hằng hà sa số loại các vị Đại Bồ Tát mới, để đi đến hằng hà sa số các cõi và tu tập thành hằng hà sa số Đức Phật. Đó là cái việc Phật sự của Đức Phật á, mà một cọng chân lông thôi. Mà cơ thể chúng ta là bao nhiêu? 84.000 lỗ chân lông như vậy. Chúng ta nhân lên coi. Thật ra tất cả các cõi, cõi nào cũng được Đức Phật phải là phân thân hàng muôn ức để đi tu tập thành Phật giáo quả tất cả các nơi. Chứ không phải là có Đức Phật bổn sư từ công trời đô sức rồi xuống đây giáng thần nhập thai rồi thành cái loài người rồi tu hành rồi sống 80 năm rồi về trên đó nhập niết bàn là xong một dòng sanh tử của một đời người. Nhưng mà đối với Đức Phật chưa bằng cái khải móng tay nữa. Chưa bằng. Chỉ vậy là tính ra cái thời gian mà một ngày Phật sự của Đức Phật á thì bằng hàng tỷ tỷ kiếp làm Phật sự của mình. Một tỷ lĩ thừa tỷ kiếp chứ không phải là tỷ tỷ kiếp. Nó dễ sợ như vậy. Ra trong một cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm mà làm Phật sự chư Đại Bồ Tát là khắp nhân gian này chưa có ai có thể được so sánh bằng một phần tỷ tỷ. Chưa có. Cho nên chúng ta ở cõi này chúng ta có làm ông gì, bà gì, có làm được cái phước đức, phước thiện bao nhiêu đi nữa, nó là có chuyện rất rất nhỏ của chư vị Phật, chư vị Bồ Tát. Chúng ta chưa hiểu nổi cái chuyện phân thân của Đức Phật. Đức Phật phân thân thành tựu Phật sự trên tất cả các cõi, chứ không phải là một cõi của mình. Thì nhưng mà trong lịch sử thì nó là sao? Vị trời hộ minh phải không? Giáng từ cung trời độ thức, giáng thần nhập thai ở thành Ca Tỳ La Vệ mới thành Thái tử Tất Đạt Đa tu hành một đời thành Phật. Thì mình học trong lịch sử là như vậy. Trong lịch sử là như vậy. Và nếu như chúng ta còn ở bên đây bờ tâm thức thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Hiểu như vậy thì Đức Phật sẽ bị sanh ra trước khi tu hành thành Phật trong cái cõi đời này thì được sanh ra làm vị Thái tử và tu hành thành Phật rồi hết một đời để quay trở về. Trở về xin thưa không phải vậy. Nhỏ lắm. Giống như bây giờ á, nói về điện tử, nếu mà ai mà sử dụng điện tử thì chúng ta sẽ thấy rành cái chuyện này phải không? Ví dụ như có một cái máy chủ có thể phân làm cái gì? Là 1 triệu cái máy con, phải không? Máy chủ lệnh một cái là 1 triệu cái máy con hoạt động. Bây giờ vật chất họ cũng làm được điều đó rồi. Và khả năng thần thông phép màu của một cái bậc Đại Bồ Tát cũng như chứng quả Phật như Đức Phật là dư sức có thể trong một cái khởi niệm để đi hằng hà sa số các cõi, không có, chúng ta dễ hiểu lắm, không có khó hiểu, rất là dễ hiểu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng là Đức Phật phân thân ngàn muôn ức thật sự để đi đến các cõi thành Phật thật sự, chứ chuyện đó là cái chuyện thật chứ không phải là không có. Giống như là xuống cõi này làm người để thành người thì tới cõi trời cũng có cái vị Đại Bồ Tát được ứng hóa thân tới đó tu hành để thành Phật, và khắp tất cả các cõi đều có như vậy hết. Ra ở đây Đức Phật chỉ là một cái chuyện mà nhỏ trong cái Phật sự Phật hạnh của một cái vị Đại Bồ Tát thì ứng hóa thân thành một cái đời nào đó tu hành thành Phật ở một cõi nào đó, và không phải là một ngày làm được một việc, không phải là một giờ làm được một việc, mà chỉ cần trong một sát na tâm thôi hằng hà sa số việc, hằng hà sa số cõi để được thành Phật. Thì đó là cái lối mà hành đạo Bồ Tát của các vị Đại Bồ Tát. Cho nên đã nói, nếu mà nói tới các vị Đại Bồ Tát là chúng ta chỉ đi hai đầu gối mà đảnh lễ thôi, chứ còn không có nói mình so sánh gì được hết. Mình không thể so sánh gì được trong cái Phật sự Phật hạnh của các ngài đâu. Và cái ví dụ nữa là Đức Phật ví dụ vàng ở trong khoáng không xen tạp, lại nữa quặng vàng xen lẫn với vàng ròng. Một khi vàng đã luyện thành vàng ròng rồi thì không thành quặng trở lại nữa, cũng như cây đã đốt thành tro rồi thì chẳng thành cây được nữa. Chư Phật Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn cũng lại như vậy. Đức Phật ví dụ này rõ hơn là vàng ở trong mỏ thì nó còn xen tạp,
đúng không? Khi mà họ khai thác quặng mỏ về rồi, họ nung nấu trở lại với một độ lửa nhất định để lọc tất cả những đồ sen tạp đó rồi, thì vàng nó lại trở thành vàng rồng. Mà trở thành vàng rồng rồi thì không thể là vàng tạp được nữa, không có thành vàng tạp trở lại. Mặc dù chế ra là nhẫn, chế ra dây chuyền, chế ra cái gì đó, nhưng mà nó cũng là vàng rồng thôi, chứ không thay đổi được. Thì Đức Phật nói đây là chư Phật Như Lai cũng là như thế, cũng không có thay đổi cái việc kia. Đến đoạn thứ 8 chỉ bày các đại có thể dung nhau hay không. Đây là cái chuyện nó cũng trở lại gần giống như cái phần thu thất đại phía trước nè. Lặp lại câu hỏi ban đầu, Phú Lô Na, ông lại hỏi về đất, nước, lửa, gió, bản tính viên dung khắp pháp giới. Nên nghi sao tính nước, tính lửa không có lấn diệt lẫn nhau, lại nên ra hư không và các đại địa đều khắp cả pháp giới không dung hợp nhau. Đức Phật ví dụ lấy hư không để thí dụ tàn tính dung nhau. Phú Lô Na, thí như hư không, thể nó không phải các tướng mà không ngăn ngại các tướng phát huy. Lấy bản việc để ví dụ các đại không có ngại thành tàn tính. Lấy bảy việc, việc thứ nhất, vì cái sao này Phú Lô Na, nơi hư không kia mặt trời chiếu thì sáng, mây tụ thì tối, gió thổi thì động, trời tạnh thì trong, hơi động thì đục, bụi nhóm thành mù, nước đứng thì trong. Ý ông nghĩ sao các tướng hữu vi khác chỗ như thế là nhân các cái kia sinh, nhân hư không mà có. Phú Lô Na, nếu do cái kia sinh ra, vậy khi mặt trời soi sáng đã là mặt trời sáng, thì mười phương thế giới đồng thành sắc của mặt trời, vì sao giữa hư không lại thấy mặt trời tròn? Nếu là hư không sáng thì hư không phải tự soi sáng, vì sao lúc nửa đêm mây mù không chói sáng? Phải biết cái sáng ấy không phải mặt trời, không phải hư không, không ra ngoài hư không và mặt trời. Ở đây đặt tiếp một cái câu hỏi là bảy đại này tại sao lại dung nhau được? Ví dụ như bây giờ là Đức Phật hồi trước, hồi thu thất đại là Đức Phật nói là gì? Cái tánh lửa là trùm khắp ở hư không, đúng không? Do cái nghiệp của chúng sanh mà nó sanh ra thôi. Ví dụ như bây giờ ở đây cái tánh lửa là trùm khắp hư không, mình không thấy lửa đâu hết. Nhưng mà nếu chúng ta cầm hột quẹt mà chúng ta bật đốt ở đây á, thì tùy theo cái nghiệp riêng của mình, ví dụ như mình chỉ bật đốt lửa là chỉ đốt điếu thuốc hút thôi, thì lửa lại xuất hiện để đủ cháy điếu thuốc rồi thôi vậy. Xong, không biết lửa, chúng ta không thấy lửa đâu hết, đúng không? Bây giờ cần lửa để đốt cái lò nấu cơm, thì chúng ta bật lửa để đủ nấu nồi cơm, xong là lửa tan biến hết. À, chúng ta không thấy lửa đâu hết. Nhưng mà bây giờ mình đi bất kỳ nơi nào mình muốn lấy lửa thì chỗ đó có không? Có hết rồi. Có trong cây, nếu mà chúng ta cọ cây hồi xưa thì cọ cây lấy lửa, hoặc là họ xẹt đá vô bùi nhùi đó họ lấy lửa vân vân, hoặc là họ lấy kính hiển vi mà họ rọi trong bùi nhùi nó cũng cháy thành lửa. Tất cả mọi cái thì như vậy. Thì như vậy là trong cái lúc mà lấy kính hiển vi á, mà nhân qua ánh sáng mặt trời để gọi cho bùi nhùi nó phực cháy, thì lửa nó ở đâu? Lửa do mặt trời hay lửa do kính hiển vi hay là lửa trong cái bùi nhùi đó cháy? Ra nếu mà cái tính lửa không có đầy khắp hư không á, lửa không thể cháy ra được trong cái khoảng không gian cần thiết, đúng không? Chỗ nào chúng ta cần lửa là chỗ đó lửa cháy liền. Thì tùy theo nghiệp tập chúng sanh mà lửa nó sẽ hiện đúng với cái nghiệp đó của mình mà thôi. Còn bình thường mình không thấy. Và nước cũng vậy, chỉ trừ là chúng ta chỉ thấy, hoặc là lửa mà những cái loại lửa chúng ta đốt thường xuyên thì nó luôn hiện, không? Ví dụ như chúng ta đốt lò một ngày thì lửa hiện một ngày, đốt lò hai ngày thì lửa hiện hai ngày, đốt lò năm ngày thì lửa cháy năm ngày, chúng ta ngưng cái là chỗ đó hoàn toàn không thấy lửa nữa. Thì còn giữa chỗ động thành nước, chỗ hiện hình tướng thành nước này, thành nước nọ, thành nước ao, thành nước hồ, thành nước này, thành nước kia, thì chúng ta lúc mà cái nước nó hiện thì chúng ta không thấy lửa. Nhưng mà bây giờ khi nước nó trở thành những cái loại phân tử để bay trong hư không á, thì khắp hư không này đều có phân tử oxy và hydro, có không? Có đầy khắp hư không hết. Thì vậy là phân tử nước và phân tử lửa nó có lẫn lộn giao xen nhau trong không gian này không, hay là cái này lấn giữa cái kia? Bình thường thì chúng ta thấy lấy nước là chúng ta đổ là lửa tắt, đúng không?
Đằng này Ngài Phú Lô Na thấy cái nước bình thường bên ngoài mà làm tắt lửa, cho nên Ngài thắc mắc. Mình cũng thí nghiệm vậy, chắc chắn mình cũng thắc mắc luôn. Tại sao Đức Phật nói là cái nào nó cũng trùm khắp hư không hết, thì vậy là nếu chỗ nào có lửa thì chỗ đó sẽ không có nước, chỗ nào có nước thì chỗ đó sẽ không có lửa. Nhưng mà tại sao nó lại đan xen với nhau được? Nó phủ trùm khắp pháp giới này, cái này nó không có lấn át cái kia được, mà nó đan xen với nhau. Giống như bây giờ cái hư không và cái mặt trời. Hư không á thì tối, mặt trời á thì sáng, thấy chưa? Thì bây giờ ánh sáng mặt trời và cái tối của hư không, hai cái này nó làm sao? Khi có mặt trời thì nó sẽ không có hư không, khi có hư không thì nó sẽ không có mặt trời. Và cái hư không là cái rỗng không, và cái vật chất là cái có. Nếu tính ra thì hai cái này nó lại là cái gì? Nó cản diệt nhau. Khi có vật chất thì sẽ không có hư không, mà khi có hư không thì nó sẽ cũng sẽ không có vật chất. Nhưng mà tại sao nếu như không có hư không thì vật chất không thể thành hình? Nhưng vật chất là nó đặt luôn, đúng không? Thì vậy là ở đây Đức Phật nói nhiều cái ví dụ, nói tới 7 điều để cho chúng ta thấy rằng nó không lấn diệt nhau, mà Đức Phật muốn khẳng định rằng tất cả mọi cái đều phủ trùm khắp pháp giới này, nó giao xen với nhau, không có khoảng cách. Đất, nước, gió và lửa cũng giống như vậy. Giống như cái thân ở chúng ta thì nó có đầy đủ cái gì? Nó đầy đủ đất, nước, gió, lửa, đúng không? Thì vậy là ở nơi thân của mình, đất, nước, gió, lửa nó cũng đang giao xen với nhau. Nó trở thành hình sắc rồi nhưng mà vẫn giao xen với nhau được. Thì ở giữa hư không này, ở khắp vũ trụ này, đối với Đức Phật là tứ đại này nó đang giao xen với nhau chứ nó không có lìa. Mà ở đây Đức Phật đặt cái câu hỏi là khi mà mặt trời mọc lên thì cái ánh sáng có phải từ mặt trời mà ra không? Hay là ánh sáng từ hư không mà ra? Thì Đức Phật nói là mỗi câu nói mà theo cái kiểu thế gian gọi là một câu nói lấp lửng á, là không phải từ mặt trời nào ra, cũng không phải từ hư không, nhưng cũng không ra ngoài hư không và mặt trời, đúng không? Rõ ràng là ánh sáng trong cái khoảng hư không này, ánh sáng không có ra ngoài hư không. Nhưng nếu không có mặt trời thì ánh sáng cũng sẽ không có. Nhưng mà khi ánh sáng hiện ra hư không rồi á, thì nói nó là hư không cũng không đúng, vì nó là ánh sáng của mặt trời. Nó là ánh sáng của mặt trời. Giống như bây giờ cái mụn nó nổi trên mặt chúng ta, thì hỏi cái mụn từ đâu ra? Từ cái mặt xanh, đúng không? Phải cái mụn từ cái mặt xanh không? Nếu mà cái mụn từ mặt xanh thì chúng ta gọi là cái mặt đi, tại sao chúng ta gọi nó là cái mụn? Thì cái mặt không phải sanh ra mụn, mà không phải sanh ra mụn. Thì cái mặt với cái mụn đó, nó là hai hay là một? Là một, đúng không? Nếu nó mọc ra ở mặt mình thì nó là một, nhưng mà nó không phải là một. Nếu là một thì người ta gọi nó là cái mụn làm gì? Đây là cái mụn, nó không phải là cái mặt. Nhưng mà rời cái mặt thì không bao giờ có mụn. Rời mặt mình kêu nó là cái gì chứ không là cái mụn nữa. Cái chuyện như vậy, thật ra chúng ta thấy rõ ràng là có những cái mà nó hiện ra với cái duyên đó, nó hiện hữu như vậy chứ nó không có phải là có một nguyên nhân rõ ràng. Thì mình nổi thừa là do mình nóng, mình nổi mụn. Cho từ mình nóng mình nó mụn. Nhưng mà cái mụn ở mặt chúng ta, nếu mình phân tích nó nằm ở đâu, nó thuộc về cái gì, nó là ai thì chúng ta cũng không đủ sức. Nó thì như vậy là ở đây á, Đức Phật nói một từ rất khéo là ánh sáng nó cũng không phải từ mặt trời, cũng không phải do hư không, nhưng mà ngoài hư không và ngoài mặt trời ra thì không thể có ánh sáng. Thì những cái giao xen, cái lửa nó với cái mắt thường mình không thấy được, nhưng mà khi mình cần lửa nó hiện ra. Cái nước với mắt thường á thì mình không thấy được, mà ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái tánh nước nó trùm khắp các pháp giới mười xương ở đoạn trước chứ. Thì lấy cái ngọc phương chư mà chúng ta để trong cái thao nước một đêm thôi tới sáng là đầy một thao nước á. Vậy cái đó là cái ví dụ ở những cái đoạn kinh trước rồi Đức Phật cũng có nói rồi. Thì dùng ví dụ để so với các pháp, xét về tướng của các pháp nguyên là vọng không thể chỉ bày, cũng như mong hoa đốm giữa hư không kết thành quả hư không, làm sao hỏi cái nghĩa lấn diệt lẫn nhau được. Xét về tính pháp nguyên là chân, chỉ có tính giác diệu minh. Tính giác diệu minh vốn không phải là thủy đại và hỏa đại, làm sao lại hỏi không dung lẫn nhau. Ở đây nếu chúng ta đọc qua chúng ta không thấy cái ý sâu của Đức Phật. Đức Phật nói là giờ xét tới các tướng nó là hư vọng rồi, không thể chỉ bày một cách rõ ràng được.
Cũng như hoa đốm trong hư không mà chúng ta muốn nó kết thành cái quả giữa hư không này là cái chuyện đó không thể có được. Thì không thể có cái chuyện lẫn việc nhau. Đối với Đức Phật, cái tánh của nước, cái tánh ước của nước trong hư không này, cái tánh của lửa là cái ấm trong hư không này, cái tánh của đất là nó cứng trong hư không này, rồi cái tánh của gió là nó động trong hư không này. Thì cái ước, cái tánh ước và cái tánh nóng, tánh cứng và tánh động nó đang xen ở trong cái hư không này á, nó luôn luôn có, do đủ duyên nó hình thành theo nghiệp tập của mình. Cái gì là cái chuyện lớn nhất là đủ duyên để hình thành một quả địa cầu lớn này của mình đang ở, một cái hành tinh chúng ta đang ở. Thì không phải là cái chuyện khơi khơi để có một hành tinh mà bao nhiêu chúng sanh đang ở đây như mình bây giờ. Không phải là chuyện khơi khơi đâu, mà là sự kết nối của hằng hà sa số những cái loại tâm thức. Những loại tâm thức đó nó tạo thành những cái dòng xoắn ở trong cái dòng vũ trụ mênh mông này, để nó mới kết thành một cái vật chất, kết thành một cái loại vật chất. Và do quá nhiều cái loại chúng sanh có những cái tâm thức tương đồng đó mới thành được cái vật chất, hình thành một cái quả địa cầu của chúng ta. Như bây giờ nói trong cái quả địa cầu mình có phải là mát mát như trên mặt đất mình đang ngồi không? Quả địa cầu chúng ta được hình thành nó cũng có tứ đại trong đó, đúng không? Quả địa cầu chúng ta có lửa không? Có quá nhiều, trong đá nè, rồi trong lòng cái quả địa cầu là nó rất nóng. Thỉnh thoảng nó xì lên một cái dài gọi là núi lửa phóng lên đó, thì từ giữa trong lòng đất nó phóng ra. Mà đa số núi lửa nó phóng ở đâu? Ở trên núi cao hay dưới biển sâu? Các bạn thấy nó có một cái sự giao xen với nhau rất rõ ràng. Thành ra đất nước gió lửa nó được hình thành trong quả địa cầu này cũng như là hình thành con người. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái hình tướng, cái ảo tướng nó hiện ra trong lúc nó thành hình. Chứ còn bình thường thì nó đã phủ khắp pháp giới này, đất nước gió lửa nó phủ khắp pháp giới này chứ không phải là không có phủ. Nhưng mà nó không lấn việc nhau. Và cái ý ở đây Đức Phật xét cái nguyên nhân của tính giác diệu minh và tính giác minh diệu kia vốn không phải là thủy quả đại. Tức là ở trong tính giác nó không có thủy đại, không có quả đại vân vân. Và một điều mà ở đoạn trước này Đức Phật nói, ví dụ cái hoa đốm giữa không nó không thành quả đó, thì Đức Phật muốn nói sâu tới cái đầu của chúng ta, cái sự lầm lẫn của chúng ta trong đời sống này. Chúng ta làm mọi điều chúng ta muốn nó có một kết quả thật, muốn có một cái gì thật là chúng ta đã thấy lầm, giống như hoa đốm hư không mà chúng ta muốn nó thành kết quả là một sự thấy lầm lẫn của tất cả chúng sanh. Thì điều này Đức Phật muốn dạy chúng ta là trong cái đời sống này, trong đời sống hiện tại này của mình, thì mình phải thấy cho đúng cái sự thật về các tướng nguyên nó là hư vọng. Cuộc đời này nguyên nó là hư vọng chứ nó không phải là thật. Chúng ta phải nhìn ra được cái hư vọng này á. Và nếu chúng ta nhìn ra được cái hư vọng này á, thì cái công phu và cái cuộc đời chúng ta tự nhiên nó nhẹ tên liền. Đây là điều rất là lạ. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền đi, thì tất cả những cái động niệm nơi tâm chúng ta mà chúng ta một lần thấy nó là hư vọng á, thì có cái hư này nhiều, hư này ít, nó quan trọng với mình không? Không quan trọng đúng không? Nhưng mà chúng ta ngồi thiền sở dĩ mà chúng ta bị loạn tâm, mình bất an, mình cảm thấy là bữa nay mình ngồi thiền không được, ngày mai mình niệm Phật không được, do mình loạn tâm này loạn tâm kia, là lúc đó mình thấy nó hư hay là thấy nó thật? Do chúng ta thấy nó thật. Thật ra biết vọng chỉ cần chúng ta biết một lần chứ không phải biết nhiều lần. Đây là chỗ mà có lẽ là sau này chúng ta sẽ có một cái bài giảng rất nhiều về cái pháp biết vọng của Hòa Thượng. Chúng ta biết một lần là đủ chứ không phải biết nhiều lần. Cái người mà phải biết vọng rồi một chút nữa biết là người đó chưa biết được vọng. Chưa biết được. Với chúng tôi là chỉ cần biết được vọng một lần. Thì là cái pháp biết vọng mà phải nói là rất căn cơ. Tại vì sao? Tại vì tất cả những sanh tử đều xuất nguồn từ vọng động, đúng không? Nếu mà chúng ta biết sanh tử, biết vọng tức là chúng ta biết được sanh tử. Chúng ta biết được vọng, chúng ta biết được sanh tử. Chúng ta thấu được vọng tức là chúng ta thấu hiểu được sanh tử. Chúng ta tự tại trên vọng tức là chúng ta tự tại được sanh tử. Chúng ta làm chủ được vọng tức là làm chủ được sanh tử. Chuyện sanh tử dễ giải quyết lắm. Nó chỉ có trên đầu vọng niệm mà thôi, không có khó khăn. Nhưng mình cảm thấy nó khó là cho mình thấy nó là thật. Chứ như Đức Phật nói là cái tướng của tất cả các pháp, cái nguyên
xưa của nó là vọng. Thế quả địa cầu này nó là có không? Trước kia nó không có, nó là ảo, nó là vọng do sự kết hợp của nhiều tinh thể để hình thành một cái quả địa cầu. Nhưng mà mình được sanh ra trong quả địa cầu này, cái mình thấy nó to quá rồi mình thấy nó thật à. Thấy núi sông, thấy này nọ kia là mình đang ở đó, là mình thấy nó thật. Tất cả mọi cái là thấy nó thật. Nhưng đến một cái lúc nào đó mà có một phen chúng ta hòa nhập được trong cái bản giác diệu minh một lần á, thì mình thấy quả địa cầu này có một xíu xiu. Lúc đó là lúc mà mình mới biết rằng cái mình nó không phải là cái con người mấy chục kilo này với những cái khởi niệm buồn thương giận ghét này. Mình thật nó không phải là như vậy. Vậy ra ở đây Đức Phật muốn nói với chúng ta là nó vốn là hư vọng ở giữa hư không rồi, nó vốn là ảo rồi, thì cái chuyện mà lấn diệt nhau nó hoàn toàn không có. Và cái điều thứ hai trong cuộc đời này chúng ta thấy rất là vui. Với một người bình thường á, chúng ta ví dụ như một người mà không biết chạy xe mà lên cái đất Sài Gòn của mình, không? Lên cái đường phố Sài Gòn chúng ta thấy sao? Xe nó chạy rất là lộn xộn. Đứng trên lầu mà nhìn xuống, xe này chạy tới, xe kia chạy lui, xe này lạng qua, xe kia lạng lại, trên đường phố rất là lộn xộn. Nhưng mà lộn xộn không? Thỉnh thoảng cũng có một hai cái nó chạm nhau, nhưng mà thật sự nó không lộn xộn, nó rất là trật tự. Thấy con người ta đi đầy một cái chợ hàng ngàn người, nhưng mà rất là trật tự, không có cái nào lấn diệt được cái nào cả. Không có nào lấn diệt được cái nào, nó lộn xộn nó sẽ lấn diệt được nhau, nhưng mà không lấn diệt được. Cái đời sống chúng ta nếu chiêm nghiệm kỹ từ nhỏ tới giờ á, chúng ta thấy có lúc mình buồn, có lúc mình vui, có lúc mình khổ, có lúc mình sướng, có lúc mình thấy tự tại, có lúc mình thấy mình rắc rối, có lúc mình thấy mình an nhàn, lúc mình thấy mình nặng nề, vân vân. Những cái đó mà mình không hiểu về đời sống của chính mình á, mình thấy sao cái cuộc đời mình nó kỳ cục quá, nay vậy mai khác, lộn xộn tùm lum tùm la, nhưng mà không lộn xộn. Tất cả những cái xảy ra trong vũ trụ này, nếu mà nhìn với cặp mắt đúng đắn nhất thì nó rất là trật tự. Cả vũ trụ này rất là trật tự. Cái lớn nhất mà chúng ta đã từng thấy như trái đất và mặt trời, mặt trăng đó, nó là một cái dòng xoắn quay quanh với nhau, đúng không? Mà nếu nó đi chỉ cần lệch trục thôi, không, nó quay nó không có đúng cái dòng trật tự của nó, thì thằng này nó sẽ đụng kia nổ tung rồi, chứ không có giờ này còn đây đâu. Nhưng mà trái đất quay quanh mặt trời mấy triệu năm rồi, nó vẫn còn cái khoảng cách đó, nó vẫn quay cái kiểu của nó như vậy, nó không có lộn xộn. Và cả cái dải ngân hà, thiên hà, những thành tinh, hành tinh trong cái vũ trụ mênh mông này, nó không từng lộn xộn, nó rất trật tự. Nó xuất phát từ cái nền nào nó trật tự như vậy? Bây giờ chúng ta hỏi lại cái bản giác diệu minh, nếu không có cái năng lực đó thì nó thành lộn xộn. Nhưng mà nó có lộn xộn đâu? Không hề. Chưa từng có chuyện lộn xộn trong vũ trụ này. Mọi chuyện xảy ra đều rất trật tự như nó đang xảy ra. Nó phải như vậy, trong cái thời điểm, thời khắc đó nó là vậy. Trước đó muốn cũng được, mà sau đó muốn cũng không được. Thời điểm đó chuyện đó sẽ xảy ra. Vì nó là như vậy rồi, nó rất là trật tự. Nhưng mình không hiểu nổi. Mình cho cuộc đời của chúng ta là lộn xộn, nay chìm mai nổi, ba chìm bảy nổi, chín cái linh đinh thì đó là cuộc đời chúng ta lộn xộn. Nhưng xưa không lộn xộn. Vì nhân quả mà chúng ta đã làm đời này, đời nọ, kiếp nọ, trong hằng hà sa số kiếp sinh tử của chúng ta, bao nhiêu đó nó sắp đặt cho cuộc đời này để chúng ta phải sống, là bữa nay chúng ta phải ăn gì, mai chúng ta uống cái gì, mốt chúng ta ngủ kiểu nào, chúng ta đau khổ làm sao, nhức đầu làm sao, chóng mặt làm sao, là nhân quả nó đã sắp xếp rất kỹ. Nhưng mà không phải nhân quả là cái thằng cha nào đứng ra sắp xếp, mà chính mình đã sắp xếp cho cái chuyện của mình trong đời sống này. Học hiểu nhân quả chúng ta phải thấy tới điều này. Giống như mình sắp đặt cả một cái một tháng trời cho cái nhà của mình ở này, mình muốn đặt cái bàn ở đâu, cái ghế ở đâu, cái tủ ở đâu, cái giường ở đâu, cái hồ nước ở đâu, vân vân, là mình sắp đặt một tháng như vậy nó đã xong rồi, mình vô nhà đó mình ở. Thì một người nào bình thường bước vào nhà thấy tự nhiên cái nhà này nó trật tự, cái nhà này nó thứ lớn nằm nảy đây kia nọ vân vân. Nếu mà có sắp đặt trong đời này, mình coi là mình có sắp đặt, đúng không? Còn bị sanh ra cái đùng trong cuộc đời này, mình lớn lên mình cũng không biết cái chuyện chút nữa sẽ xảy ra cái gì với mình, thì mình nghĩ là trời giáng mình, ai ban phước giáng quả cho mình. Sự thật nó là nhân quả mình đã sắp đặt rất kỹ. Phải nói là trong nhiều đời nhiều kiếp mình sắp đặt rất là kỹ. Mình kỹ lắm mới hình thành được cái thân như vậy nè, mới có được cái đời sống như vậy. Như vậy là chúng ta phải vui vẻ sống với cái mình đã sắp đặt thì mới đúng, nếu một người hiểu nhân quả.
Không có được quyền quẹt nước mắt khóc là do tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ. Không phải. Chúng ta hiểu nhân quả rồi, không bao giờ chúng ta buồn nữa. Tại chuyện này chuyện mình đã sắp đặt kỹ lắm rồi. Nói như vậy. Chúng ta được người ta chửi á, lần này á, là mình đã sắp đặt kỹ lắm. Mình mới gặp đúng giờ này ổng mới chửi mình. Chứ không có khơi khơi, không có chuyện khơi khơi được. Chúng ta gặp một người mà chào đón mình nồng nhiệt là mình cũng sắp đặt kỹ nhiều ngàn kiếp lắm. Kiếp này chúng ta mới gặp là người này tốt với mình. Tất cả đều là một sự sắp đặt của chúng ta mà được tạm gọi là nhân quả. Những cái chuyện đó là những cái chuyện mình làm hết, mình mong muốn, mình đã chờ đợi, chứ không phải là tự nhiên. Không có chuyện nào gọi là tự nhiên cả. Nhưng mà với cặp mắt thường, với cái đầu bình thường thì chúng ta không chấp nhận nổi điều này. Mình thấy cái chuyện xảy ra với mình giờ nó quá quan trọng rồi. Chị mình chuẩn bị là vô tù, mình chuẩn bị chết, mình chuẩn bị bệnh nặng, mình chuẩn bị chuyện xấu gì đó vân vân. Cuộc đời chúng ta sẽ thế này thế kia thế nọ. Thực sự không có. Không ai sắp xếp và không ai đưa đẩy chuyện đó tới với mình hết á. Và chính mình hết. Mình đủ quyền năng trong tam giới này. Phải nói như vậy. Tức là mình đủ cái khả năng đi vòng vòng trong lục đạo. Và trong lục đạo rồi mình muốn lên cõi trời, mình muốn xuống địa ngục là do mình hết. Mình sắp đặt hết rồi. Thành ra lỡ mà hết đời này mình phải xuống địa ngục chơi là mình cũng phải vui cười là vì mình đã muốn xuống đó. Mình sắp đặt kỹ rồi mình mới xuống tới địa ngục được. Chứ không phải tự nhiên mà ai đưa mình tới đó đâu có đâu. Mình sắp đặt kỹ lắm. Chứ không phải là nhân quả là một cái năng lực nào đó đưa đẩy chúng ta đi. Chúng ta đừng hiểu lầm nhân quả đó. Không phải nhân quả. Nhưng mà cái tính toán chúng ta kỹ quá đi. Phải nói là một cái trật tự vũ trụ này được tính toán rất kỹ mà máy điện toán không thể so sánh được. Mà cái người mà thấy được cái chuyện này một cách tường tận là Đức Phật. Chúng ta đọc trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy chính trí tuệ Đức Phật là cái người mà được cái Long Nữ khen, đặc biệt là cái người thấu rõ tướng tội phước đó. Phải công nhận là một lời khen rất độc đáo. Chỉ có Đức Phật mới thấy rõ tướng tội phước thôi. Đức Phật thấy mình nữa là chỉ cần khởi một niệm nào đó là mấy ngàn kiếp sau mày sẽ gặp chuyện gì. Đức Phật thấy liền, thấy rõ lắm. Còn mình thì mình không có thấy nổi điều này. Chỉ cần mình cười với người này một cái thôi là Đức Phật thấy rõ là 500 năm sau mày mới gặp lại cái nụ cười này sẽ sanh ra tiếp một cái gì nữa. Và 500 năm đó sanh ra cái chuyện đó rồi thì 1000 kiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì đó là Đức Phật thấy rõ. Gọi là mới gọi là thấy rõ tướng tội phước. Nhưng mình thì mình không có đủ sức như vậy. Cho nên mình thấy Long Nữ khen Đức Phật tuyệt vời. Chưa có một câu khen nào trong cái sách vở nào mà hơn câu khen đó. Chỉ trí tuệ Đức Phật mới thấu rõ đường đi, nước bước, khúc quanh, khúc quẹo của nhân quả này. Thành ra có những chuyện tới chúng ta trong đời này á, có khi là chúng ta làm nhỏ giờ nó xảy ra. Có khi là chúng ta làm đời trước đời này nó xảy ra. Nhưng mà có khi chuyện đó chúng ta đã làm mấy tỷ kiếp rồi bây giờ nó mới tới. Mình đâu có nhớ nổi rồi mình làm cái gì. Mình chuẩn bị vốn liếng mình trong mấy tỷ rồi. Bây giờ nó gom gom lại được để bây giờ mình đang xài mình lại chê trách. Hồi đó tại mình tính không kỹ chi. Lại mình tính không kỹ. Rồi ra mình ra đời mình được đẹp, được xấu, được già, được lùn, được cao, được giàu, được nghèo là mình đã tính toán, mình đã sắp xếp rồi. Tại mình sắp không kỹ. Thế bây giờ muốn là tương lai mình được cái gì bắt đầu mình sắp đặt lại, sắp đặt nhân quả lại cho mình. Tự mình sắp đặt nhân quả cho mình thôi. Thế cho nên ở đây Đức Phật muốn nói một cái điều là tất cả mọi cái nó là nguyên, nó là vọng. Cho nên nó không thể kết thành cái quả được. Thật ra thấy cái quả hiện tại là mình, chúng ta gọi là cái từ nhân quả là có tốt, có xấu, có hay, có dở với mình. Đây là nhân quả của mình. Nhưng cái quả nó cũng vốn là ảo vọng tiếp tục nữa. Cho nên nó không có lấn việc nhau. Nhưng mà trong đời này nếu một cái ngày nào đó mà mình có một lần trợt mình té dưới đất, mình nằm đó nghiệm nghiệm nữa, nhìn thấy rõ cuộc đời này hết sức là trật tự. Cả vũ trụ này hết sức trật tự. Cho nên mình hiểu nhân quả rồi, mình có một cái sự cảm thông. Cảm thông về cái việc mà xảy ra với cái người đó, với cái nghiệp tập nhân quả của người đó. Mình cảm thông thôi, họ bị lầm, họ bị thương đau như vậy. Chứ không phải là mình dẫn dưng không thương họ. Có một sự cảm thông một cách tuyệt đối. Hay là cái chuyện mà mình mấy tuổi mình phải bệnh gì, mình lớn lên mình đau kiểu nào, rồi mình chết ra làm sao đó, là mình cũng tính kỹ lắm rồi. Tính kỹ lắm. Cho nên mình ra đời này mình phải tới giờ đó, phút đó mình gặp chuyện đó là mình tính rất là kỹ. Cái đến với mình bất ngờ mình không bao giờ mình là không có tính đó. Mình gọi là bất ngờ theo cái kiểu của mình thôi. Chứ còn tất cả những cái đó là mình đã sắp đặt hết rồi. Nên đừng có bây giờ than phiền là tại sao tôi phải gặp rắc rối nhiều.
Nó tỏ hồi đó tại mình đã quăng trong rai trên cái lộ trình sanh tử của mình trước rồi, cho nên giờ mình phải dẫm lên nó đau đau một chút, phải chịu thôi. Mình quăng rai, quăng trong mình đã gào gấp trên đường đi của mình. Thật ra là tất cả mọi điều xảy ra rất trật tự trong vũ trụ này. Một vũ trụ này trật tự vô cùng, chứ đừng nghĩ là nó không có trật tự. Cho nên cái trật tự nó cũng sắp đặt là cái nhóm người này gây rối, nhóm người kia lại sắp cho nó yên, người này cự lộn người kia, có người khác lại can, là một cái sự sắp xếp kỹ lưỡng lắm. Không phải tự nhiên mình thấy hai người đó cự cãi mà lại mình can được đâu, không có được. Giống như mọi người ăn trộm mà muốn bắt họ bắt không được, chưa đến lúc họ phải bị tù, có rình đi nữa cũng không bắt được. Nhưng mà khi người đó nó hết cái phước để xài tiền lén lén của người ta rồi á, thì người khi đó bị bắt à. Người đó bị bắt rồi, một đứa nít cũng có thể bắt được nữa. Nhưng mà giờ hàng tá những người công an cũng không thể bắt được một người ăn trộm nếu mà cái phước nó đang còn. Và nó rình rập hả, là có khi là mình bao dây 50-70 người vậy, nhưng mà nó đi tỉnh bơ ra không bắt được đâu. Cái phước nó đang còn trong cái đoạn nhân quả đó, nó đang còn sử dụng được khúc lén lén lấy tiền người ta. Đó thì không bắt được, nó nhân quả hết rồi. Thành ra là mọi điều xảy ra mình thấy nó gần như là một cái sự bất ngờ trong đời mình, chứ không có gì là bất ngờ. Mọi cái đều tính toán rất chi li. Mà nhân quả nếu càng học mình càng thấy dễ sợ, là nó chính xác không sai dệt một lem nữa, một gem nhỏ cũng không sai dệt. Ví dụ trong đời này bỗng dưng hai người gặp nhau cái thân thiện, mà họ làm được những chuyện mà họ muốn làm lớn trong cuộc đời này, cái họ ngồi đó họ hối tiếc, ủa sao mình không gặp nhau sớm một chút ha. Cái khả năng mình được gặp nhau sớm vậy, mình kết hợp mình làm nhiều cái chuyện kinh thiên động địa đó, thì nó không phải đâu. Trước đó một giây gặp cũng được, cái đường đó một giây thôi cũng không thể gặp nhau được. Mà cái chuyện này là tính đâu rồi mấy ngàn kiếp trước rồi đó, hẹn nhau là tới giờ này mới gặp được. Chứ không phải dễ rồi. Thành ra thành vợ, thành chồng, thành ân, thành quán, thành cha, thành con, thành bạn, thành bè trong đời này là một cái sự sắp xếp rất kỹ của mình. Cho nên bây giờ đi đâu trên trời, trên mây cũng kiếm nhau cho được kỳ được, gặp nhau cho kỳ được để đền trả những cái ân nghĩa đó. Với tôi những cái chuyện xảy ra cuộc đời là ân nghĩa, chứ không phải là ân quán mà là ân nghĩa rõ ràng. Thì vậy là Đức Phật nói là chúng ta không có cái nào diệt cái nào cả, mọi cái nó tới do sự sắp đặt, cái nào tới trước, cái nào tới sau, cái nào đúng, cái nào sai, là nó trật tự lắm. Nó giao xen nhưng mà nó rất trật tự. Giống như xe chạy ở ngoài đường ấy, nó giao xen thấy nó này xỉa qua kia xỉa lại, nhưng mà nếu mà nó không có trật tự là nó đụng đụng đóng. Nó đụng đụng đóng. Nhưng mà cái đụng đóng đó, nó cũng trật tự rồi, nó sẽ tiếp tục bung vỡ ra để nó đi nữa. Cái con người đi vô chợ sao nó vui như vậy, nhưng mà một hồi rồi là chỗ đường ai nó đi phải không, đồ ai nó mua, việc ai nó làm, hàng ai nó bán, và cuối cùng rồi mọi người cũng đi đúng cái con đường của họ để về nhà. Nó thấy vậy chứ mà nó cũng rất là trật tự, giữa chợ đời nó cũng rất là trật tự. Nhưng mà chúng ta không nhìn ra được cái trật tự đó thì mình có những cái phiền trong đời sống này của chính mình đó, thì mình sẽ khổ. Nên không có cái gì lấn việc, cái nào cái gì nó cũng xảy ra là đúng như vậy. Cuộc đời này luôn luôn xảy ra đúng như nó đang xảy ra, chứ không có khác được. Cái thời khắc đó, sự việc đó xảy ra là không khác được, không thể khác được. Nhưng mà người ta không biết, người ta cứ nhìn á. Ví dụ như bây giờ nói về nhân quả, nếu mà chúng ta không hiểu hết vấn đề á, thì mình cho có những vị mà giảng cho rằng ở nơi nào mà có những người tu tập tốt thì nơi đó những cái chuyện mà thiên tai bão lũ ít xảy ra. Điều đó đúng hay sai? Trả lời của mình Phật tử còn trả lời có đúng hay sai? Có đúng mà có sai. Đúng rồi cũng có đúng quá chứ không phải là không. Những người tu tập tốt thì nó cái thiên tai bão lũ không xảy ra, nhưng mà cái sai là người ta không nhìn hết nhân quả của những người đó. Bây giờ cái thiên tai bão lũ có thể xảy ra với một cái nơi có người tu tập tốt, có một cái nhóm người tu tập tốt, và phải nói là cái dân Nhật là cái dân sống rất tốt. Nhưng mà tại sao thiên tai bão lũ xảy ra? Họ tốt, họ tốt trong đời này thôi. Cái đời này là họ đang thể hiện cái sự tốt trong đời này, nhưng mà mấy cái đời trước cái chuyện gì xảy ra với họ mình biết nổi không? Đâu biết đâu. Cho nên là tất cả những người có những cái tâm tư đó, có cái nhân quả đó, họ mới bắt đầu hẹn hò với nhau tới sống ở vùng đất đó trong đời này. Để cái chuyện đó nó mới xảy ra với họ. Mặc dù đời này trước đó 10 đời, 20 đời, thậm chí là 50 đời họ đã từng sống tốt, nhưng mà nhân quả trước cái đời thứ 51 về trước đó,
họ có làm cái chuyện gì đó, họ phải bị cái nhân quả trong đời này, thì cái dòng sanh tử nó sẽ sắp đặt đến cái đời này, họ sẽ tới đó và họ phải chịu cái chuyện đó. Đó là nhân quả rất rõ ràng. Để mình nhìn, chỉ nhìn phiếm diện một đời là chúng ta không thể nhận định được tất cả những cái, chúng ta phải nhìn cho nó thấu suốt. Cho nên là ở đây Đức Phật chỉ nói về tứ đại thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy rằng cái tứ đại mặc dù đang xen như rất trật tự, mọi cái nó trật tự vô cùng đấy. Ví dụ như giờ chúng ta thấy cái cây đi nha, một cái cây mà cái nước nó có thể nuôi được tới cái đọt là do nó đâu? Do cái gì? Nhìn thấy nó đặc như vậy á, nhưng mà tại sao nước nó vẫn tự dưới nuôi để cái đọt nó tươi xanh? Nếu là cái cây nó hoàn toàn đặc á là nó không thể nuôi được tới cái lá trên, đúng không? Nước là ở dưới đất á, nó có mùa nắng rồi đâu có ai tưới nước tới đọt nổi đâu mà đọt vẫn xanh à. Nhưng mà thực sự nếu mà khoa học thì họ cũng chứng minh được điều này rồi. Họ lấy kính hiển vi mà họ rọi một cái là họ thấy cây nó lủng lỗ, từ dưới lên trên hết. Thật ra cái có với cái không nó lồng bóng trong nhau, chứ nó có nó không có rời cái không nó không có rời cái có. Nước không rời lửa, lửa không rời nước, nó lồng bóng trong nhau hết đó. Nhưng mà khi nó hình thành một cái ảo tướng á, thì chúng ta thấy nó là thật. Chứ thật ra thì cái tướng này nó là vọng ảo, nó không có thật. Cái cuộc đời này nó luôn luôn là như vậy. Nếu mà chúng ta có một cái chút thấy nhìn về cuộc đời cho nó đúng đắn á, thì chúng ta rất là yên ổn cho tất cả những chuyện thuận nghịch xảy ra trong đời này. Và tới cái điều nữa là thí dụ cái tàn tính tùy các tướng hiện, tính giác diệu minh chân thật cũng là như vậy. Nếu ông phát minh ra cái hư không thì có hư không hiện ra. Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, mỗi thứ mỗi phát minh thì mỗi thứ hiện ra. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện ra? Phú Lô Na như trong một ao nước hiện một bóng mặt trời, hai người đồng xem bóng mặt trời trong ao nước, thì một người đi qua hướng đông, một người đi qua hướng tây, thì hai bên đều có mặt trời đi theo mình, một về phương đông, một về phương tây, không có chuẩn đích ở trước. Không nên gạn hỏi mặt trời đó chỉ có một, làm sao mỗi cái lại đi theo mỗi người? Mặt trời đã thành hai, làm sao hiện chỉ có một? Hư vọng xoay vần như thế, không thể lấy gì làm bằng cứ. Cái đoạn này hết sức là thâm thúy, hết sức là hay. Một ví dụ mà chỉ có trí tuệ Đức Phật mới nói được đoạn này thôi. Khi nào chúng ta ngộ đạo, chúng ta mới hiểu hết được cái chuyện mà khi lục tổ Huệ Năng ngộ đạo là sao? Nào ngờ tự tánh chúng ta hay, hay sanh buôn pháp. Nào ngờ tự tánh chúng ta không dao động, nào ngờ tự tánh sanh thanh tịnh vân vân, nào ngờ tự tánh bất sanh bất diệt. Nhưng mà cái câu nào ngờ tự tánh chúng ta hay sanh buôn pháp, một người mà tu theo đạo Phật á, mà hiểu được điều này, hiểu hết được cái tự tánh sanh môn pháp, thì điều đó được xem gọi là ngộ tánh. Người nào hiểu được cái chỗ mà bản giác diệu minh hay sanh môn pháp như thế nào thì người đó mới gọi là hiểu đạo. Bây giờ Đức Phật ví dụ này chúng ta nghe kỹ lên nè. Từ cái tính giác diệu minh chân thật này cũng như vậy, nếu ông phát minh hư không thì sao? Thì nó hiện ra hư không. Ông phát minh phong đại, gió đại, thủy đại, quả đại thì nó hiện ra. Bây giờ nếu ngồi đây, hồi nãy giờ đối với chúng ta có tiếng chim không? Có mấy người nhận biết có tiếng chim một cách rõ ràng? Khi chúng ta nhắc tới rồi mình mới nghe chát 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 đó. Bây giờ thôi nói chuyện khác đây nè. Ở đây nãy giờ chúng ta có nhận ra được là có không khí không? Chắc không ai nhận, đang nghe giảng có ai nhận ra là mình đang hít thở không? Mấy người đưa tay lên tôi coi coi. Ai công phu kiểu này? Ai công phu tới này? Thật ra khi mà cái tâm chúng ta nhận biết điều gì thì cái đó là sao? Nó có với mình. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, quý vị đang nghe giảng nè, mắt quý vị nhìn thấy chúng tôi, chứ quý vị có nhận được cái hư không trước mắt mình không? Không à, bây giờ nói là bắt đầu suy nghĩ có khoảng không này là hư không nè, đúng không? Thì lúc mà chúng ta nhận biết được cái khoảng không này là hư không thì cái đó nó mới có với mình. Tức là tâm bắt đầu sanh thì cảnh nó mới có. Chứ cảnh đang hiện hữu trước mắt á,
Chứ không phải không có đâu. Những âm thanh nó đang chung quanh chúng ta, nó đang có hiện ra, nhưng mà chúng ta đâu để ý đâu. Nãy giờ mình chỉ để ý một cái âm thanh đang giảng để mình hiểu thôi, mà không quan tâm đến những cái chuyện kia. Thì những cái chuyện kia là nếu mà xét ra thì nó không có với mình. Giống như hư không nãy giờ là hoàn toàn không có nơi tâm thức quý vị đâu, nhưng mà khi chúng tôi nhắc là bắt đầu nó hiện ra hư không với chính mình đó. Ở chỗ này chúng ta hiểu không? Thật ra ở đây Đức Phật nói là chúng ta nhận được hư không thì hư không nó thành có với mình. Chúng ta nhận được địa đại, thủy đại, quả đại, tất cả mọi cái đều sanh ra từ mình. Sanh tử có tiếp nói hay không được sanh ra từ mình. Mình thấy có sống có chết được sanh ra từ mình. Nhưng mà ở đây hồi nãy mình nói là nếu như có một người giác ngộ ngồi đây là họ nói không có chuyện sanh tử, thì mình cho thằng cha nó khùng liền đó. Đúng không? Tại vì tất cả chúng ta đều thấy có sanh tử mà, thấy có thân này sống mấy chục năm rồi chết, rồi dòng họ bà con khóc lóc chia tay ung sùng đây mà nói không có sanh tử là ông bệnh thần kinh rồi. Thần kinh rồi. Nhưng mà sự thật có hay không? Có mà ảo có. Không, ảo có sanh tử. Đó là một cái ảo giác của chúng ta thôi. Cũng như chúng ta ảo giác là có mình. Chứ bây giờ tìm cái mình thật là cái gì, mình không thể tìm ra được. Cái ngã thật mình là cái gì, ngay tại đây mình có tìm ra được không? Ai khẳng định cái ngã mình là cái gì? Nhưng mà mình có cái ảo. Cái ảo mình thấy rằng mình với người này khác nhau. Thì lúc cái ảo ngã đó nó sanh á, thì mình có cảm giác mình thấy mình khác với mọi người, mọi loài, khác mọi vật. Chứ khi mà mình ngồi mình không sanh cái ảo đó đó, thì mình đang thấy, đang nghe, nó không khác nhau. Mình chưa sanh cái ảo nhận biết hư không á, thì hư không và mình có khác không? Nãy giờ mình ở trong hư không á, không phải nãy giờ mà cả đời mình ở hư không á, nhưng mà mình có nhận biết rằng từng phút, từng giây trong đời sống mình nhận ra mình đang ở hư không không? Mình quên mất rồi. Quên mất hư không, tức là gần như không có hư không trong mình. Không có hư không trong đời sống này của mình. Đây là chuyện mà chúng ta phải nghiệm lại để thấy rằng cái tự tánh sanh ra là cái gì. Những câu nói của nhà thiền, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp là chuyện gì. Nếu chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta sẽ hiểu cái này. Và hiểu được chuyện này, chúng ta sẽ hiểu ra tự tánh hay sanh muôn pháp. Phải không? Giống bà mẹ sanh ra đứa con để cho con bú nuôi lớn lên gì. Nhưng mà chúng ta không biết là sanh cái gì. Tự tánh không sanh pháp. Nói vậy có sai không? Nói vậy có sai không? Hồi xưa Lục Tổ anh đang ngộ là nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Tôi nói là nào ngờ tự tánh không sanh pháp nào luôn. Không có sanh pháp nào hết rồi. Tôi không sai. Tôi không sai. Thật sự tự tánh không có sanh. Tự tánh vốn thanh tịnh, không có sanh. Chưa từng sanh, chưa từng diệt. Nhưng mà muôn pháp đều từ tự tánh sanh. Cái mặt không sanh mụn, phải không? Cái mặt chúng ta có sanh ra một mụn nào không? Nhưng mà mụn nó hiện ra trên mặt mình á. Nhưng mà không phải là cái mặt sanh. Đúng không? Không phải mặt sanh đâu. Tất cả mọi cái sanh tử đều hiện ra trong cái vùng trời tự tánh, nhưng mà cái tự tánh không phải sanh ra. Nhưng mà tại sao chư tổ là nói nào ngờ tự tánh hay sanh môn pháp? Chư tổ có nói sai không? Cũng không sai nữa. Nói tự tánh sanh cũng không sai, mà nói tự tánh không sanh cũng không sai. Nhưng mà sự thật là tự tánh không sanh môn pháp, nhưng mà hay sanh môn pháp. Đó, bây giờ chúng ta nhận biết được cái quạt gió tới mình là chúng ta biết là có gió, đúng không? Biết là có không khí. Thì lúc đó là gì? Là chúng ta sanh tâm để nhận biết nó. Ví dụ như nãy giờ ngồi có nhiều khi quý vị nghe giảng có những đoạn mình thích cái mình quên tê chân. Nhưng mà anh tê nãy giờ lâu lắm rồi. Nhưng mình quên. Bây giờ cái mình ngồi cái mình có khúc mình nản nản mình không muốn nghe, cái mình nghiêng tới nghiêng lui, ủa sao cái chân mình nó tê quá. Thì lúc đó mình mới sanh ra cái tê. Chứ cái tê nãy giờ lâu lắm rồi đó. Nhưng mình không có nhận biết nó. Thì vậy là cái đó nó không phải xuất phát từ tự tánh, mà xuất phát từ cái tâm. Cái tâm bình sinh á, thì liền có gì? Liền có cảnh.
Ví dụ như hai người đang sống chung với nhau trong nhà, thấy chưa? Thương yêu nhau rất mật, không có chuyện gì để bàn hết á. Bỗng nhiên bữa đó ổng đi uống cà phê ở ngoài, có người làm thân với ổng, cái bắt đầu ổng về ổng nhìn bà vợ, bà này xấu hơn cái cô hồi nãy. Trước giờ không có, nhưng bữa nay bắt đầu có, nay bắt đầu sanh tâm. Chứ còn nếu mà không có người kia thì đâu có về so sánh với người nhà, không có. Nhưng mà nó sẽ sanh ra, nó sẽ sanh ra. Thì mỗi lúc cái tâm chúng ta sanh ra mới có việc. Chứ bình thường là chúng ta rất là vô tư. Bình thường tất cả chúng ta đều rất là thanh tịnh. Phải nói như vậy, tất cả chúng ta đều rất thanh tịnh, nhưng mà gặp cảnh nó mình sanh tịnh mới sanh chuyện. Chứ còn nếu mình không sanh tịnh là mọi chuyện đều thành không với mình. Giống như bây giờ một người mà mình đi trên xe, trên một chiếc xe chạy rất là nhanh, đi dài đường mình thấy cảnh không? Thấy hết đó. Nhưng mà nếu mình không để ý thì đi lướt qua về tới nhà hỏi, ủa sao đi có thấy gì không đó? Không, không thấy gì đâu. Không thấy, mình không để ý khi nhiều khi cái xe bên kia nó bị đụng lộn với nhau, nó có chết rồi mình không để ý, mình cũng không biết luôn. Hoặc là giờ chúng ta đi ra chợ, chúng ta đi từ đầu chợ tới cuối chợ, chúng ta chỉ đi thôi, thì mọi việc trước mắt mình thấy hết. Nhưng mà tại vì mình quan tâm tới món đồ của mình mua, cho nên mấy cái khác mà nó không phải cái đó, cái mình cũng thèm để ý. Cái đi về người nhà hỏi, ủa nãy đi chợ thấy gì không? Nó không thấy gì hết. Tại mình đang tìm mua kim cương rồi, mấy chuyện khác mà đâu quan tâm đâu. Không thấy, không để ý. Nhưng mà khi mình có một cái gì đẹp đập vô mắt mình á, thì bắt đầu cái đó nó sanh ra với mình. Thì ở đây Đức Phật muốn nói tới cái chuyện này. Đức Phật muốn nói tới chuyện này, tức là mọi thứ đều phát sinh ra từ mình. Tức là khi mà đất nước gió lửa thì nó đang có rồi. Ví dụ như lửa nó đang có ở trong hư không rồi. Nhưng bình thường chúng ta đâu có quan trọng đâu. Nhưng mà tới hồi mình cần lửa thì mình bật hột quạt lên, thì lúc đó là nó sanh ra lửa theo cái nghiệp của mình. Chứ nó đã vốn trùm khắp rồi, vốn trùm khắp rồi. Vì vậy mà ở đây Đức Phật lại hỏi tiếp, thế nào là cái hiện ra trong một ao nước. Đức Phật ví dụ cái chuyện hiện ra trong ao nước này hay nè. Ví dụ như bây giờ có bốn người đồng đứng một chỗ ở đây á, thì bốn người đồng thấy có một mặt trăng hiện trong ao thôi, đúng không? Nhưng bắt đầu bây giờ bốn người đi bốn hướng thì sao thấy sao mặt trăng đi theo bốn người này không? Thấy á, bữa nào chúng ta thử đứng ngay cái hồ bốn người, bắt đầu chúng ta chia ra. Thì người mỗi người đều thấy mặt trăng đi. Ví dụ như người đi hướng đông thì thấy có mặt trăng theo hướng đông, người hướng tây thì sẽ thấy mặt trăng theo hướng tây, người hướng nam thấy mặt trăng theo hướng nam. Nói chuyện ví dụ, Đức Phật ví dụ rất là thực tế. Thì vậy là nói tại sao có mặt một mặt trời thôi mà sanh ra quá nhiều hướng à? Nếu mà mười người đi mười hướng thì mặt trăng nó sẽ theo mười hướng của mười người đó. Thì vậy là cái người bên đây nói mặt trăng này của tôi, người bên kia nói mặt trăng kia của tôi, người nọ nói mặt trăng kia của tôi, đúng không? Đúng hay sai? Đúng với họ, họ luôn thấy mặt trăng hiện bên cạnh mình mà. Người bên kia cũng thấy mặt trăng hiện bên cạnh bên kia. Nếu mà so sánh cái vị trí người kia, người này cách nhau hàng cây số, nhưng mà vẫn có mặt trăng hiện dưới nước đó nha. Mình ở bên Việt Nam, mình nhìn xuống sông sẽ thấy mặt trăng hiện, nhưng mà ở bên Mỹ nhìn xuống sông cũng vẫn thấy mặt trăng hiện. Và hàng tỷ tỷ người ra sông cũng đều thấy mặt trăng hiện với chính mình. Chỗ này Đức Phật muốn nói tới một cái điều gì nữa. Mỗi một người tùy theo cái nghiệp mình mà nhận biết một cảnh duyên khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ngồi đây, nội Đức Phật ở trên bàn thờ thôi, chúng ta nhìn chúng ta có một cảm nhận mỗi người mỗi khác, đúng không? Chúng ta ngồi đây, chúng ta đang nghe pháp ở đây, nhưng mỗi người có một cảm nhận cao thấp khác nhau, thích người thích này, người thích kia, người thích nọ khác nhau hoàn toàn. Có người cảm thấy vui, nhưng có người cảm thấy khó chịu. Nhất là ở trong chùa, thường những người tu mà tu tốt á, thì ở trong chùa ngày nào họ nghe an lạc ngày đó. Mà người tu không tốt á, ở chùa giữ giới này, giữ giới kia, giữ giới nọ, không được làm điều này, không được làm điều kia, không làm được điều nọ, là họ thấy sao? Bị bó buộc. Cũng ở cùng chùa thôi nhưng mà sẽ thấy khác nhau. Ngồi thiền cũng vậy, phải không? Bây giờ mà bỏ ra chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ, thì có người tâm an lạc, họ thích ngồi ghê lắm, nhưng mà mới ngồi 15 phút nó đau điếng hồn, điếng vía rồi, mà ráng thì tới 1 tiếng đồng hồ là một cực hình. Cực hình đó. Rồi mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau với cái nghiệp riêng của chính mình. Điều này Đức Phật nói rất là hay. Một ví dụ này phải nói là rất là hay. Và chúng ta có nghiệm sâu cái điều này á,
càng nghiệm ra chúng ta càng thấy cái ví dụ này đặc biệt là muốn nói tới cái sinh tử luân hồi của chúng ta. Tất cả mọi cái buồn, thương, giận, ghét xảy ra đời này, những cái đời sống mà chúng ta được cho rằng mình sống một đời hạnh phúc hay là chúng ta sống một đời rắc rối, khổ đau là từ tâm của mình cả. Người không có đẹp xấu, nhưng mà cái quan niệm về đẹp xấu mỗi người nó mỗi khác nhau. Hồi trước mới cười lắm, mỗi lần mà thỉnh thoảng chúng tôi có coi tivi mà thấy cái gì đó Hoa hậu thế giới đó, chứ người Việt Nam mình là người phải da trắng, phải tóc đen đúng không mới đẹp. Mấy người châu Phi da đen thui mà họ cũng có thể thành hoa hậu được thế giới đúng không? Vậy là mỗi cái cảm nhận về cái hình sắc đẹp xấu tùy theo cái kiến thức của từng người, tùy theo cái trình độ tâm thức của từng người mà nhận ra cái đẹp xấu khác nhau. Có những người á mà họ thương nhau rồi là cái người thương của họ trở thành cái gì? Số một trần gian này. Người khác cỡ nào cũng không so sánh được. Thì vì là cái quan niệm đẹp của họ là một cái gì đó, không có giống với người khác. Thật ra cuộc đời này tất cả những cái chuyện mà sanh ra là do tâm của mình rõ ràng đúng không? Đức Phật ví dụ điều này rất là hay. Nhưng mà một điều Đức Phật muốn nói là có một cái chung đồng, một mặt trăng mà sanh ra là hàng tỷ tỷ cái bóng kia. Đúng không? Cái diệu minh chân như này nó sanh ra hàng tỷ tỷ cái cuộc sanh tử của chúng sanh khắp mười phương pháp giới này. Khi chúng ta trở về cái chung đồng đó là hết đi cái dòng sanh tử này liền. Và tất cả chúng sanh đều được sanh ra từ đó rồi thì phải từ các nơi để trở về một lần. Một lần chúng ta hòa nhập trở lại cái bản giác diệu minh này thì mới đứt cái cuộc sanh tử tiếp nối. Còn nếu mà ai chưa có một lần nhập vô đây thì đừng có hòng đi đâu để trốn khỏi cái dòng sanh tử cả. Không có cõi nào trốn được đâu. Không có cõi nào trốn hết đó. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta dừng cái cuộc sanh tử này, hòa nhập vào ở cái bản giác diệu minh này á, thì mới được xem là cắt đứt dòng sanh tử tiếp nối. Nó thì ra là cái giai đoạn mà chúng ta đi tới cõi này, tức là bây giờ chúng ta đang đi tới cõi này, thì cố gắng học cho hết những cái gì ở trong cõi này đi. Học cho hết cái kiếp người của mình. Nếu mà hồi đó giờ ai chưa biết yêu thương thì bây giờ phải yêu thương tận nguồn. Chưa biết thù hận thì cũng phải thù hận tận nguồn, phải không? Chưa biết ganh tị thì cũng phải ganh tị tận nguồn. Phải học cho tốt nghiệp hết những cái đó mới được. Thì còn thiếu một miếng đó, là đời sau sanh ra mình cà chấn. Mình sẽ học cái ganh tị trở lại. Mình sẽ học cái thương, cái ghét, cái thù hằn trong đời này trở lại. Đây là điều chúng ta phải học. Nếu như lỡ mà chúng ta có cái duyên là những cái điều này chúng ta đã tốt nghiệp mấy đời trước rồi thì đời này chúng ta sống không có chuyện đó. Chứ đừng nên nói ai mà nói mình là ông thì sanh ra đây mình không có nhiễm dục, mình không có nhiễm ái, mình không biết yêu thương, mình không biết buồn hận, mình không biết gì. Không phải đâu. Nó học rồi, ngán quá rồi, bây giờ không muốn quay trở lại nữa. Không muốn quay nữa. Bây giờ cũng biết rõ ràng là nó trải qua một cái trận yêu đương khổ sở làm sao, đó là đã ăn sâu quá trong tiềm thức trong mấy kiếp trước rồi. Đời này lên rồi lại Phật xin cho con đừng có yêu, vì con biết là nó khổ lắm. Cho nên là họ tránh cái chuyện đó thôi. Chứ đừng có nói tài, tất cả những cái chuyện đó mà người ta không có trải qua là người ta không bỏ được. Tất cả mọi cái đều phải, tôi dùng từ là phải tốt nghiệp ra trường hết. Những cái thuận nghịch của trong đời người, nếu chúng ta ở cõi người, thì tất cả những chuyện của con người là người đó phải biết, phải thấu đáo. Mặc dù là nhà thiền là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không có thiện, không nghĩ ác, nhưng mà phải thấu hiểu được thiện ác. Chứ không phải không có nghĩ là không biết tới nó, là một điều sai lầm. Ai cho rằng cái câu nói của nhà thiền không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó mới là cái bản lai chân thật của mình, thì bây giờ gắng tu để không biết thiện, không biết ác, không được. Tu để không dính mắc trong thiện và ác thì đúng, mà tu mà không biết thiện, không biết ác ra là sai. Tu để thấu thoát thiện ác, để không lầm nó, chứ không phải là tu để không biết thiện ác. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên người nào mà nghe cái kiểu nói của nhà thiền thì làm ơn hiểu thêm cái vế sau dùm. Cái người tu thiền là người rất trí tuệ, cho nên thấu hiểu về bề mặt và bề trái của thiện ác, chứ không phải là lầm, không có lầm. Mà nhiều người lại phản bác cái câu nói này, giải thích một kiểu rất là tức cười. Thì chuyện đó chúng ta không bàn, nhưng mà điều này để chúng ta thấy thêm một cái ví dụ này á, để chúng ta thấy thêm một điều cho cái cuộc sống này của chính mình.
Thì bây giờ khi mà hiểu được điều này rồi thì thấy mọi cái đều từ đâu? Từ mình, không? Trách nhiệm là chính mình với cuộc đời này, chứ không có đổ thừa nữa. Chúng ta phải làm như là phải cất cái họ đổ đó đi. Cái họ đổ đi. Như là lúc của mình nó bị cái này, cái mình đổ thừa nó. Tại sao mà cái hoàn cảnh này lại xảy ra như vậy? Ông trời ở không thương mình, Phật không giúp mình quy y Phật cũng lâu ghê. Đêm nào mà cũng lại Phật, sám hối cũng tụng kinh, rồi chuyện thiện gì mình cũng làm hết, mà tại sao gặp chuyện rắc rối, gặp chuyện hoạn nạn hoài? Phật không có linh. Nay có ai tu nhiều bị tai nạn không? Nhưng mà tôi nói là người nào tu nhiều bị nạn nhiều mới đúng, còn người tu nhiều bị nạn ít là chưa chắc, chưa phải là giỏi. Thực sự khi mà ở cuộc đời này á, có những cái mà trong số văn giảng khác chúng tôi nói là những cái việc khó xảy ra trong đời chúng ta, một phần là chắc chắn nó là nhân quả rồi. Chuyện với người thường người ta cũng có thể hiểu. Nhưng mà thường chúng ta học mấy trường học á, chúng ta thấy sở dĩ một người được lãnh thưởng là phải trải qua một cái gì? Một kỳ thi đặc biệt. Phải trải qua một kỳ thi đặc biệt. Thật ra khi mà chúng ta chưa được rèn luyện á, thì chúng ta không có thể làm được cái việc lớn. Những cái trường đào tạo đặc biệt thì mới có những cái con người đặc biệt phụng sự xã hội này. Mà cái trường đời này là một cái trường đào tạo rất đặc biệt để mới có được những vị Bồ Tát, mấy vị Phật. Cái cõi chúng ta là một cái cõi phải nói là cực nhọc vô cùng so với các cõi khác. Thật ra là nếu mà nói về làm Phật sự Phật hạnh á, thì cái cõi mình mà một người tu tốt có thể làm Phật sự Phật hạnh lớn. Cho nên các vị Phật Bồ Tát cũng muốn tới cõi này để tu tập, để thành Phật, để tạo phương tiện lớn là vậy. Vì vậy mà cái việc mà gặp khó chúng ta trong cuộc đời này, nó có khi nó là nhân quả. Nhưng mà có khi muốn trao gửi chúng ta một cái trọng trách nào đó, phải thử mình một chút. Nếu mình không hoàn thành vượt qua những cái cuộc thi đó là chúng ta không có tốt nghiệp được. Thì ra những cái chuyện khó trong đời này nó chỉ là những cái bài học cho cuộc đời mình. Mỗi lần chúng ta gặp thuận gặp nghịch nó là một bài học. Có khi phải trả bằng tiền, có khi phải trả bằng xương máu, có khi phải trả bằng dinh dự, có khi phải trả bằng tánh mạng. Đời mình có khi mình học một chuyện đó xong mình có thể ngã lăn ra chết. Nhưng đó cũng là một bài học của sinh tử. Có khi nó không thành tựu gì cho mình trong đời này, nhưng mà mình học được một bài học rất sâu đó. Thì trong dòng sinh tử tiếp nối chắc chắn là mình không còn lầm nữa. Thật ra là có những cái bài học mà trong đời này, nếu mà cái duyên chúng ta phải học là chúng ta nên học đi. Nên học, đừng có bỏ qua, đừng bỏ lỡ cơ hội. Và bây giờ còn một bài học cuối cùng cho đời mình á, cho cuộc đời này, cho tất cả mọi người, là cái bài học về tự tánh này. Bài học về cái diệu giác, cái chân minh diệu giác này của mình, phải không? Là chúng ta chưa tốt nghiệp nữa. Chưa tốt nghiệp. Bài này là bài cần học mà từ đó giờ chưa ai học. Mà nếu không học bài này thì không tốt nghiệp cái trường sanh tử. Phải nói vậy, tức là phải ra khỏi tam giới này, là chúng ta phải tới chỗ này, phải học được bài học này nha. Còn bài học này mà chúng ta học không qua là sanh tử này không cách nào chúng ta ra được. Không có cách nào ra được. Còn tất cả chuyện khác chúng tôi nghĩ là học hết rồi. Ngồi tại đây chúng tôi dám khẳng định với nhau là chúng ta đã học hết những cái chuyện yêu đương nè, phiền hận nè ha, rồi tranh danh đoạt lợi, làm vua, làm chúa, làm ăn mài, ăn xin. Nó là kiếp người của mình, tất cả những thượng vàng hạ cám là gần như chúng ta đã học qua rồi. Đời này nhiều khi chúng ta không hết, nhưng mấy đời khác chúng ta đã học rồi. Có những cái mà đời này chúng ta không có thèm làm, không muốn làm nữa, không có nghĩa là mình tu ngon, mấy chuyện đó là đời khác nó ngán ngẩm quá rồi. Có nhiều khi làm vua thấy không có đã, giờ làm người ăn mày. Ăn mày thấy nó cũng không có sướng, rồi mốt làm tỷ phú thấy không ngon, mốt làm ăn cướp thấy không ngon, mốt làm thầy chùa. Thì mỗi một đời mình làm một kiểu, thì những cái trường đó mình phải trải qua hết rồi, bây giờ mình chán, không muốn làm nữa. Chứ không phải là mình hay đâu, không phải mình hay. Đừng nghĩ là tôi đời này tôi không có nghĩ ác, tôi không có làm ác rồi nữa, là mình làm thiện nhiều quá rồi cho nên bây giờ mình không nghĩ ác được, không phải, làm ác ngán quá rồi. Tại đó từng làm ác nó bị xuống như 18 từng địa ngục, bây giờ lên kêu mình làm lại mình sợ, cho nên là thôi không làm nữa. Tức là mình đã kinh nghiệm rồi, đấy, kinh nghiệm. Trong cái dòng sinh tử này là chúng ta phải kinh nghiệm như vậy thật sự để chúng ta đi ra.
Khi mà nó thành Phật rồi là không có cõi nào mà mình không biết. Vì mình biết được tất cả các cõi, cái thuận nghịch lên xuống tất cả các cõi, mình mới đủ phương tiện cứu tất cả các cõi. Còn mình không biết cõi nào là đừng có hòng cứu cõi đó. Đúng không? Không biết chuyện của cõi người, không nói được tiếng người thì không cứu được loài người. Đó là thật. Cho nên Đức Phật mới xuống đây thành đạo. Vì vậy là chúng ta phải thông thấu hết tất cả mọi điều. Đó gọi là cái thế gian giải. Thế gian giải. Trong 10 hiệu của Như Lai là có thế gian giải, thì tất cả những điều của thế gian mình phải hiểu hết, thấu hết, không lầm lẫn bất kỳ cái nào, thấy tới bề mặt bề trái nó hết. Cho nên ngồi đây là nếu mà nghiệm cho kỹ là mình học gần đủ rồi. Chỉ còn một cái cuối cùng chưa học là chưa có hòa nhập vào được cái diệu minh chân tâm của mình thôi. Cái đó là mình chưa học á, chưa ai xong hết á. Thì cái chỗ này là chúng ta cần phải học. Thôi những chuyện khác là đủ lắm rồi á. Theo chúng tôi là đủ lắm rồi, mình dừng đi. Dừng được rồi, ngang đây đừng thèm tiếp tục nữa. Chơi cái trò chúng sanh rất là thấy nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi sợ rồi, không biết quý vị có sợ không, chứ tôi sợ thiệt rồi đó. Nó mệt rồi. Tất cả những cái điều mà được danh cao tột đỉnh, được giàu sang sung sướng, được người hầu cả hạ, tất cả những điều đó là gần như mình không phải làm một lần mà làm nhiều lần lắm trong dòng sanh tử này rồi. Tại mình không nhớ, mới mốt mà tu mà người nào nhớ ra mới thấy sợ. Thật ra các vị thánh đó, nhất là các vị A-la-hán, có những vị mà cái tâm khi mà họ đã đạt tới cái đỉnh điểm mà họ chứng được cái túc mạng thông á, họ nhìn lại cái sanh tử nhiều kiếp họ thấy sợ lắm, họ không muốn quay lại, nhập niết bàn liền. Đa số là như vậy. Thật sự không phải độn căn nhưng mà thấy ngán lắm. Không phải là độn căn A-la-hán theo kiểu nói kinh điển đại thừa, nhưng mà thấy đủ rồi, tôi đi đủ một vòng rồi, bây giờ thôi đi, để cho người khác đi đi, hết muốn đi nữa. Giống như bây giờ mình là cái người ở tại Việt Nam á, mình coi phim ảnh, mình coi tivi rồi nữa, mình thấy nước này giàu có, nước kia đẹp đẽ, cảnh này đẹp, du lịch này hay vân vân, thì mình mong muốn. Nhưng mà nếu mà tất cả những cái cảnh giới đó mình đi qua rồi, giờ muốn đi lại nữa không? Một lần biết đủ rồi, không muốn đi nữa. Thì đó, mọi việc là chúng ta phải học qua hết như vậy. Tốt, xấu, thuận, nghịch. Đừng bao giờ bỏ chạy bất cứ điều nào. Nếu có duyên chúng ta phải học. Những cái điều này chúng ta có nói trong cái thập nguyện phổ hiền đúng không? Bát giả thường tùy học Phật của mình. Tất cả những cái điều mà nó đến với chúng ta trong đời này thì phải nên thông thấu nó. Nên thông thấu nó, không có bỏ lỡ. Thì vậy cuộc đời chúng ta sẽ sống tốt, nó linh động và có chiều sâu. Chứ không phải là chúng ta biết trên lý thuyết của cuộc đời. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Và kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thề Phật đạo vô
pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành.